Tam Bảo, chúng con xin kính thỉnh Thượng Ngọ Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Như tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điện ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh lành, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mỹ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học môn học hôm nay: thắng pháp phổ thông, cây có cội, nước có nguồn. Trước khi đi vào giáo trình môn thắng pháp phổ thông, chúng tôi tỳ kheo giác đẳng nhận thấy cần thiết để có một vài điều trình bày về những nguồn tài liệu hay những bậc thầy đã học môn thắng pháp. Trong 20 năm qua, nếu ai là người học thắng pháp trong nền Phật học Việt Nam thì dễ dàng nhận thấy bộ phận quan trọng này của giáo pháp đã có những bước tiến quan trọng qua những dịch phẩm, soạn phẩm về thắng pháp. Có một điều rất đáng tiếc là nhiều dịch phẩm từ tiếng Anh, tiếng Thái sang tiếng Việt không ghi rõ những thuật ngữ thắng pháp tiếng Việt đến từ đâu. Có thể nói phần lớn, đến 90% là từ vựng thắng pháp trong tiếng Việt ngày nay do Ngài Tịnh Sự Tiên Phong chuyển dịch. Trong tinh thần phụng sự Phật Pháp, tất nhiên không cần nói tới bản quyền, nhưng rất nên nêu rõ để tri ân và có thái độ nghiêm túc trong việc nghiên cứu và hướng dẫn. Viết ngắn này mang mục đích nói rõ xuất xứ của các nguồn tư liệu được sử dụng trong trình này. Trước hết, nói về thuật tiếng Việt cũng như nền tảng nghiên cứu, chúng tôi sử dụng phần lớn những gì được học từ Ngài Tịnh Sự. Ngài Tịnh Sự được biết về Ngài Saddhamma Chotika, một vị giáo thọ sư môn thắng pháp người Miến Điện. Ngài Tịnh Sự đã theo học với vị này du học ở Thái Lan. Một người học trò của Ngài Tịnh Sự là Ngài Giác Chánh, là người đã biên soạn thắng pháp với hình thức phổ thông hơn qua các tác phẩm Vi Diệu Pháp Giảng Giải, Vi Diệu Pháp Nhập Môn, Siêu Lý Học. Một người học trò khác của Ngài Tịnh Sự và Ngài Giác Chánh là Hòa Thượng Tuệ Siêu, đã đóng góp quan trọng trong việc sang bản dịch tạng Vi Diệu Pháp của Ngài Tịnh Sự. Cũng nên nói thêm một cống hiến quan trọng khác của Ngài Tịnh Sự cho môn thắng pháp Abhidhamma là các đồ họa như bản Nêu Chi Pháp, đồ họa Lộ Trình Tâm. Một trong những công trình dịch thuật tiên phong của thắng pháp Abhidhamma trong nền Phật học Việt là tác phẩm Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Hòa Thượng Thích Minh Châu, Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh. Tác phẩm này chứa đựng nhiều chú thích lấy từ tư liệu của Ngài Narada và Ngài Kashyap. Người Ấn, Viện trưởng Viện Phật học Narada. Ngoài một số thuật ngữ chuyên môn dựa theo bản chữ Hán, thì tác phẩm này đặc biệt mang hình thức trình bày chuẩn mực của một công trình biên khảo theo phương pháp hiện đại.
Cũng nên nói thêm là bản thân của Hòa Thượng Thích Minh Châu biên soạn trên tư cách là một dịch giả hơn là một nhà nghiên cứu về thắng pháp. Nguồn tư liệu quan trọng bằng Anh ngữ mà chúng tôi tham khảo là tác phẩm A Comprehensive Manual of Abhidhamma của Ngài Bodhi, một nhà Phật học người Mỹ gốc Do Thái. Tác phẩm này là một bản hiệu đính và khai triển từ tác phẩm Gối đầu giường cổ điển Manual of Abhidhamma của Ngài Narada. Gọi là hiệu đính, kỳ thật chỉ lấy khung sườn, còn nội dung thì có hơn phân nửa được bổ túc về cả hai phương diện từ ngữ và chú thích. Trong thời gian sống ở California, chúng tôi hữu duyên được học thắng pháp từ Ngài Ananda Maitreya, người Tích Lan, và Ngài Sinananda, người Miến Điện. Cả hai ngài đều là những bậc bác lãm về thắng pháp, nhưng chúng tôi chỉ thường được học qua những câu hỏi trực tiếp nêu ra, chứ không hẳn là một giáo trình dài hạn. Thời gian sang Thái Lan, chúng tôi cũng đã đến thăm với Ngài Pajutto Dhammapitaka, tác giả bộ Buddha Dhamma, về một số nghi vấn liên quan tới thắng pháp. Tuy ngắn ngủi vài ngày, nhưng cũng học được một số điều quan trọng. Cũng nên nói thêm một số tham khảo hữu ích qua các bản dịch của Sư Toại Khanh, Giác Nguyên, A Tỳ Đàm Câu Xá Luận, Duy Thức Thập Tam Thập Tụng, cho những so sánh cần thiết về từ vựng và khái niệm. Người học, nếu muốn đi xa hơn, nên lưu ý rằng không có một hệ thống nhất quán, không có một hệ thống nhất quán trong luận tạng của Phật giáo Bắc truyền. Đây là điều rất khác biệt với thắng pháp tạng trong kinh điển Pali. Sau cùng không thể thiếu tưởng nhớ Ngài Anuruddha, tác giả quyển Thắng Pháp Tập Yếu Luận mà Hòa Thượng Thích Minh Châu đã viết những dòng chữ sau. Quyển Abhidhammata Sangha này là quyển sách căn bản cho những ai muốn tham học tạng A Tỳ Đàm và trở thành quyển sách đầu giường cho chư tăng Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, vân vân. Không những tập này cho chúng ta những hiểu biết căn bản về môn học Abhidhamma, tập này có thể xem là chìa khóa độc nhất mở cửa cho chúng ta vào tham cứu 7 tập Abhidhamma chính thống, mà sự trình bày cùng những danh từ chuyên môn khó hiểu và khô khan đã làm chán ngán, thất vọng những kẻ sơ cơ muốn tìm hiểu tạng này. Ngài Anuruddha đã thành công khi Ngài chẩn mạch được căn bệnh cổ truyền và khéo hệ thống hóa tư tưởng và triết học Abhidhamma một cách gọn ghẽ, súc tích, khiến cho tập này trở thành một quyển sách đầu giường cho các tăng ni Phật tử muốn nghiên cứu luận tạng A Tỳ Đàm. Tập này đã được dịch ra tiếng Miên, Thái, Tích Lan, Miến Điện, Ấn Độ, Anh, Pháp, vân vân. Nguyện cầu Phật Pháp xương minh và tất cả chúng ta đồng ân chiêm lợi lạc, thì kheo giác đẳng. Và hôm nay chúng con đã đọc xong phần chánh văn, cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng Từ Bi bắt đầu chương trình. Cảm ơn cô Lê Đình Mịch. Nên bộ với thầy giáo. Kính lễ chư Thủ Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là một bài tương đối rất là khác biệt so với tất cả giáo trình thắng pháp trước đây, cũng như là tất cả những môn học mà chúng ta có trong lớp Phật Pháp của Đức Thầy mà. Đức Phật tử có thể ngạc nhiên là sau bài học có vẻ như là một cái lời tri ân đầu sách hơn là một bài học. Và tại sao một lời như vậy mà lại cần được đem vào đây như là một bài học trong ngày? Thì thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi làm điều này bởi vì bản thân của chúng tôi cũng như Hòa Thượng Tuệ Siêu, từ khi mới vào chùa đã học thắng pháp và học trực tiếp với hai vị thầy, đó là Hòa Thượng Tịnh Sự và Hòa Thượng Giác Chánh.
Hòa Thượng Gia Cánh là học trò của Hòa Thượng Trinh Sử. Thì thưa quý vị, ngày nay thì chúng ta có rất là nhiều bản dịch thắng pháp ở tiếng Việt. Dịch có, soạn có. Và những soạn phẩm hay dịch phẩm này thì một số lớn lại không có ghi rõ một điều là những cái từ vựng hay là chúng ta gọi là thuật ngữ chuyên môn, những thuật ngữ thắng pháp ở trong miệng đó là có cái bắt nguồn từ đâu. Dĩ nhiên, thưa quý vị, khi mà chúng ta biết những tác phẩm về Phật học, về Phật pháp đó, thì mình hiểu như thế nào, mình thích như thế nào thì mình dùng từ như vậy. Mình không cần phải ghi rõ xuất xứ, nhất là những cái tác phẩm lâu đời. Tuy nhiên, riêng đối với thắng pháp thì thưa quý vị, thắng pháp là một cái bộ môn mới mẻ trong Phật học tiếng Việt. Và chỉ có khoảng chừng hơn 70 năm trở lại đây thì chúng ta mới có một số các trữ lượng lớn về danh từ của thắng pháp. Và như trong bài đọc, chúng tôi có nói rằng 90%, hơn 90% những cái thuật ngữ này là cái công trình chuyển dịch của Hòa Thượng Trinh Sử. Tức là có một số các cái dịch phẩm, soạn phẩm như là Nguyễn Thắng Pháp Tập Biểu Luận của Hòa Thượng Minh Châu, hay là Nguyễn Vi Diệu Pháp Vấn Đáp của Hòa Thượng Hộ Tông, hay là Nguyễn Vi Diệu Pháp Thoát Yếu của Phạm Kim Thánh. Nhưng mà chúng tôi thưa rằng bản thân của Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Hộ Tông hay là Bác Phạm Kim Khánh đều là những người làm công việc phiên dịch như là một dịch giả, dựa trên từ ngữ, nhưng mà hoàn toàn không phải là một những vị chuyên nghiên cứu về thắng pháp. Quý vị nên phân biệt rõ ràng là khi mà mình biên soạn hay dịch thuật một tác phẩm ở trong cái tư cách là một người nghiên cứu và có nghiên cứu ở chiều sâu khác, môn vi diệu pháp không hẳn là chúng ta chỉ xin dịch qua cái khả năng về ngôn ngữ, mà sự cân nhắc lựa chọn nó còn dựa trên sự hiểu biết của mình. Nói về điều này thì chúng tôi phải nói rằng xuyên suốt trong thời gian dài mà chúng ta học ở tại Việt Nam thì lúc bây giờ chúng tôi nghĩ rằng bản thân của chúng tôi và Hòa Thượng Từ Siêu nữa cũng đã chứng kiến rất là nhiều những cái thay đổi ở trong cái cách dịch, cách dạy. Và lúc bây giờ môn vi diệu pháp không có đứng yên một chỗ. Mỗi lần gặp Ngài Trinh Sử hay là mỗi lần một tài liệu ra, mới ra thì Ngài đều nhắc là kỳ này cái chữ đó Ngài xài như vậy. Lấy ví dụ như là khi chúng tôi mới vào chùa, mới học với Ngài Trinh Sử đó, thì cái tâm di tắc dùng đế tịnh hảo hay là cái tâm của vị A-la-hán đó thì Ngài dịch là tâm hạnh. Dạ, vậy là tâm hạnh. Tức là ví dụ tâm dụng giới tình hảo có ba, là tâm thiện, tâm quả, tâm thiện dụng giới tình hảo, tâm quả dụng tình hảo và tâm hạnh dụng giới tình hảo. Chữ hạnh đó đó, ngày dịch này chữ kiriya. Dạ. Và ý nghĩa nói rằng cái hạnh này, tâm hạnh này là cái tâm của vị A-la-hán trong cái sinh hoạt, nhưng mà không có tạo nghiệp. Chỉ có hành động chứ không có quả của hành động, gọi là tâm hạnh. Nhưng mà cũng ngay vài năm sau khi mà chúng tôi học với Ngài đó,
thì Ngài cũng đổi sang cái danh từ là Di Tác. Di Tác là tâm chỉ có hành động chứ không có quả hành động. Và về sau này đó, thì Ngài chuyển sang gọi là tâm tố. Dạ, chữ tố. Tố ở đây, nó mang nghĩa là đẹp, nhưng mà rồi chỉ cho là nó chỉ là cái tâm của vị A-la-hán. Thí dụ như Ngài là bi mẫn độ sanh hơi nhưng mà không có quả. Thì bây giờ, quý Phật tử nghe và thường thời siêu thỉnh thoảng và thường dùng chữ là tâm tố, vô nhân, tâm tố, hữu nhân, v.v. thì chữ tâm tố đó là chữ của Hòa Thượng Thích Sự. Mà quý vị thấy rằng qua một cái quá trình chuyển đổi, hay hoặc giả là từ cháu anh á, cháu anh á, và chúng tôi sau này và bây giờ đó, bây giờ chúng tôi sẽ dùng tâm xử lý cảnh đó. Thì khi chúng tôi mới vào chùa tu thì Ngài tên sự Ngài gọi là tâm thực, Ngài lấy cái ý nghĩa gọi là hướng cảnh, nhờ hướng cảnh. Và về sau này Ngài dùng những cái chữ như là động tốc hay là động lực để chỉ cho Chavana. Thì thứ gì đó là một vài ví dụ nhỏ thôi, có rất nhiều ví dụ, dạ, có rất nhiều ví dụ về những danh từ, bởi vì đôi khi chúng tôi nghe một vài vị, dạ, nghe một vài vị nói chuyện, thì chúng tôi có thể nhận ra được là những vị đó có cập nhật hay là có học sau này với Ngài Tịnh Sự hay không. Thí dụ như hồi chúng tôi mới vào chùa, Ngài dịch là thường thân y duyên. Về sau này Ngài dịch là thường cận y duyên. Thường cận y duyên sau Ngài dịch là thường thân y duyên. Thí dụ chẳng hạn. Ở đây ý chúng tôi muốn nói rằng Ngài Tịnh Sự trong cái việc mà chuyển ngữ những danh từ chuyên môn của Thắng Pháp từ Pali sang tiếng Việt đó, thì có thể nói rằng suốt cuộc đời của Ngài là cả một sự đắn đo. Ngài luôn luôn muốn làm tốt hơn, làm chính xác hơn. Và khi chuyển ngữ như vậy thì ngoài trên phương diện ngữ, Ngài còn căn cứ vào nghĩa, tức là vào cái dịch thuật, mang cái cách ngôn ngữ đó, thì Ngài còn tập trung vào ý nghĩa. Đến một ví dụ như là có một thứ tâm, cái thứ tâm đó ngày nay chúng tôi là tâm dư hưởng, tức là hưởng cái cảnh còn dư lại của tâm xử lý, gọi là tâm dư hưởng. Thì lúc chúng tôi mới vào chùa đó, Ngài Đại Sự Ngài dịch là tâm móc. Dạ, tâm móc giống như ăn móc, ăn cái còn lại đó, ăn vì nào mà biết rằng là chữ móc là chữ rất là bình dân của người miền quê. Dạ, ăn móc. Rồi sau này có lúc thì Ngài dịch chữ gọi là thập di. Thập di, chữ thập có nghĩa là thu tóm hay gom góp. Di là cái còn tồn động lại, gọi là thập di. Thập di là một chữ mà tương đối là chữ Hán mà dịch giống như tương đương với chữ móc của chúng ta là thập di. Nhưng mà sau này thứ gì khi mà Ngài đọc vào trong cái tạng Pali dịch sang tiếng Nhật là bộ Đại Tạng Nam Truyền, thì Ngài dùng cái chữ Na Cảnh. Chữ Na Cảnh thì là Ngài dịch từ cái chữ Tadalamana. Và Na là đó. Và từ chữ Tada Ramana là cảnh, Ramana là cảnh hay là Lamana. Thì chữ Na Cảnh đó là một từ dịch rất sát. Dạ, rất sát của tiếng Phạn. Đó là cảnh đó. Dạ, thì đó cảnh đó là Na Cảnh. Có nghĩa là cái cảnh nó không khác hơn tâm xử lý, nhưng mà nó lại không có tạo nghiệp. Chỉ vì cảnh nó quá lớn, quá rõ, một ấn tượng quá mạnh, và nó còn để lại một ít tồn động thôi, gọi là Na Cảnh. Nhưng mà thứ gì có
có một số từ ngữ, mà khi đi vào trong thế giới dịch thuật á, gần như là phải nhảy vọt từ cái sự diễn dịch tiếng Việt ở tiếng Phạn sang tiếng Việt để cho người Việt đọc và hiểu. Đôi khi trong cái dịch thuật của người Việt Nam á, là phải chọn một cái từ nó gần hơn ở trong chữ Hán, và trong chữ Hán nó lại có vấn đề xa lạ thì chúng ta phải dịch lại một lần nữa. Nên khi trước đây đó, quý Phật tử thấy rằng có đôi khi trong cái việc dùng từ của Hòa Thượng Từ Siêu và chúng tôi, và ngay bây giờ cũng vậy, Hòa Thượng Từ Siêu thường là Hòa Thượng xài theo một cách rất là trung thành với những từ vựng gì mà Hòa Thượng Tịnh Sự đã dịch, trừ một vài cái trường hợp rất hiếm. Còn chúng tôi thì chúng tôi vẫn cố gắng để giữ những từ vựng của Hòa Thượng Tịnh Sự dịch, nhưng mà chúng tôi có cái chú thích thêm, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng cái môn Thánh Pháp đó, từ cái ý nghĩa rất là khó rồi, và nếu những từ vựng mà nó quá xa, ví dụ bây giờ thay vì nói đa cảnh thì quý vị Phật tử không hiểu gì thì chúng ta là tâm như hưởng, hay là nói về tâm động lực, một từ mà hoàn toàn không có trong tiếng Việt, mà động lực là hai từ Hán được ghép lại, thì chúng ta là tâm xử lý. Nên chi chúng tôi muốn nói tại đây là về phương diện dịch thuật, có một số vị dịch dựa trên cái khả năng của ngôn ngữ, và có một số vị dịch là dựa trên cái sự hiểu biết. Chúng tôi lấy một ví dụ là Bác Phạm Kiêu Khánh khi mà dịch cái chữ Sopana ở trong bản tiếng Anh đó, dùng cái chữ beautiful thì Bác Phạm Kiêu Khánh là tâm đẹp. Dạ, tâm đẹp. Nhưng mà chữ tâm đẹp á, thì thưa quý vị, có thể là trong tiếng Anh á, thì mình nghe rất là dễ, nhưng trong tiếng Việt mình chỉ là tâm đẹp á, thì nghe nó hơi ngờ ngỡ, nó hơi xa lạ. Chúng tôi nói rõ thêm một điều như vậy là ngày qua thưa đình sự, ngày dịch dùng cái chữ tâm tịnh hảo. Dạ, tâm tịnh hảo. Tâm tịnh hảo là tâm tốt đẹp. Dạ, tịnh hảo, tịnh là thanh định, không có phiền não, hảo là đẹp. Nhưng mà tại sao ngài không dùng cái chữ tâm đẹp mà dịch dùng tâm tịnh hảo? Bởi vì tâm này đó, nó có những thuộc tính thiện, nhưng mà nó không hẳn là đều là thiện, tại vì nó có thể là tâm quả tịnh hảo hay là tâm duy tắc tịnh hảo. Chữ thiện trong Thánh Pháp mang ý nghĩa là cái gì đó tạo quả an lạc. Thí dụ mình làm một việc thiện hay là một hành động thiện là có cái quả an lạc. Còn cái tâm thú vị A-la-hán hay tâm quả đó thì hoàn toàn nó là một tâm tốt đẹp, nhưng mà nó không có tạo quả. Thật ra ngài chọn cái chữ tịnh hảo. Chữ tịnh hảo chỉ ít khi xài ở bên ngoài đời. Nhưng mà thưa quý vị, chữ tịnh hảo đó nó lại cho phép chúng ta có một sự phân biệt giữa tâm thiện tịnh hảo, tâm quả tịnh hảo và tâm duy tắc tịnh hảo. Đó là một thí dụ. Thì Bác Phạm Kiêu Khánh khi mà bác dịch quyển Bi Diệu Pháp Tác Yếu đó, thì một số lớn đó, là bác dựa lên trên cái khả năng hiểu về tiếng Anh, về từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Riêng về Hòa Thượng Tịnh Sự đó, thì chúng tôi phải nói một điều là về điểm này chúng tôi có học ở ngài, là cái sự cải thiện không ngừng. Chúng tôi rời Việt Nam cũng hơn 5 năm thì Hòa Thượng Tịnh Sự ngày mới tịch. Và thưa quý vị, những năm về sau này thì chúng tôi lại không có rõ là ngài có bao nhiêu cái sự thêm bớt, nhưng mà liên tục trong thời gian mà chúng tôi ở Việt Nam và 3 năm ở gần ngài, 3 năm ở chung với ngài đó, thì chúng tôi thấy rằng ngài thay đổi rất là thường.
Đây là một trong những cái đức rất là quý của một vị học giả, của một người nghiên cứu và của có một người có cái tâm tôn kính chánh pháp. Có những đêm thưa quý vị, ngài thức khuya, hay là có những từ vựng mà ngài phải mất vài ngày để trăn trở, để lựa chọn. Mà thời đó chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi lại không hiểu tại sao mà ngài phải tự gây khó khăn cho mình như vậy. Một cái từ đó đã dịch rồi, nhưng mà ngài vẫn chưa hài lòng. Chính những điều này, càng lớn về sau này thì chúng tôi càng tri ân ngài, bởi vì không có những cái khổ công như vậy đó thì chúng ta không có cái tặng diệu pháp ngày nay, bằng thánh pháp ngày nay. Và chúng tôi có để trong bài tựa cái lời mà bài đọc mà quý vị nghe đó, là trong 20 năm gần đây đó, 20 năm trở lại đây đó, thì có một điều rất là đáng khoan hỷ là cái tài liệu về thắng pháp có rất là nhiều, rất nhiều những cái tác phẩm biên khảo, biên soạn cái phẩm dịch thuật thắng pháp. Và đôi khi chúng tôi đọc những tác phẩm này đó thì chúng tôi mới thấy rằng thời bây giờ quả thực là chúng ta có không biết bao nhiêu tài liệu phong phú. Hồi chúng tôi còn nhỏ đó, khi ở ngày thực sự, chúng tôi nhớ rằng có những cái phần biên soạn như là về lộ sắc, tức là diễn trình của sắc pháp, mà cái người viết đó là soạn ra đó là cô Bảy Vĩnh Phúc, cũng là một vị thầy mà chúng tôi đã từng học đó. Cô Bảy thì không có làm công việc dịch thuật, cô Bảy chỉ xài thuần theo là tình sự thôi. Thật ra chúng tôi không có đề tập quay hết tại đây, nhưng cô Bảy cũng giống như sư trưởng Pháp Sư Giác Chánh đó, là những vị thầy mà chúng tôi từ hồi nhỏ đó. Thì khi cô Bảy soạn một cái bài về lộ sắc đó, là có những người học trò, có những vị và bản thân chúng tôi phải ngồi chép tay lại. Chép tay lại thứ gì, bởi vì lúc bấy giờ đó nó lại không có nhiều tài liệu, hiếm hoi lắm. Bây giờ thứ gì, chúng ta rơi vào trong tình trạng gọi là thừa mứa, tức là quá nhiều tài liệu. Mà đôi khi những vị mà muốn học, muốn nghiên cứu không biết lựa cái nào. Cái thời mà Hòa Thượng Từ Siêu về chúng tôi học thắng pháp thì thật ra tài liệu không có nhiều. Tài liệu không có nhiều. Và riêng về ngày tịnh sự đó thì khởi đầu, thưa quý vị, ngài thường dùng cái gọi là kinh thẻ. Kinh thẻ chúng ta gọi là flash memory card đó. Tôi từng trải như vậy, ngài biết rất là cô độc. Còn những cái tập như là vi diệu pháp sơ đẳng, trung đẳng và cao đẳng ấy, thì lại quy audio và không in thành sách. Lý do mà ngài không in thành sách ấy, không phải không có điều kiện ấy. Một cái quyển duy nhất về vi diệu pháp mà chúng tôi biết ngài in thành sách ấy, đó là quyển diệu pháp bí hợp, tức là một cái tác phẩm dịch văn lục bát của quyển Abhidhamma-sangaha. Thì cái quyển thắng pháp tâm yếu luận mà nguyên tắc đó, rất là cô động, mà ngày dịch còn cô động hơn nữa, thì có in ra nhưng mà không có bao nhiêu người hiểu được và dùng được quyển diệu pháp lý học hết. Còn lại đó thì là những tư liệu Meronio rời rạc hoặc là đánh máy. Chúng tôi nhớ thời đó ngày lịch sử, ngày có một người đệ tử cư sĩ sống trong chùa, đó là thầy Chính Báo, sau này xuất gia. Thì thầy Chính Báo chuyên môn đánh máy, và những gì mà ngày lịch sử ngày soạn, ngày viết ra đó, mà thầy Chính Báo viết mà cho được một miếng, thật sự là cảm ơn lắm. Hồi nhỏ làm tay di đi học đâu có tiền đâu, mà được thì báo cho một tập tài liệu thì mừng lắm. Mà tập đánh máy, mà quý vị biết là đánh máy hồi xưa đó, đánh nhiều cái lớp giấy, chúng tôi không nhớ là 2-3 lớp giấy gì đó. Và những vị lớn
thì được cái copy đầu tiên thì nó rõ, còn mình là thầy Di học trò đệ tử thì mình đọc mình được cái bản mà gọi là bản sau cũng nó hơi mờ mờ chút. Bây giờ hồi nhất là rất là tội nghiệp, thì vì những tài liệu rời và khó tìm như vậy đó, nên thời bây giờ có một người mà tiên phong làm công việc cái đầu tiên, đó là soạn cô động in thành sách với một bố cục phản hồi, đó là Pháp Sư Giác Chánh. Dạ, Pháp Sư Chánh mà Pháp Sư cũng là vị lãnh đạo ở trong trung tục Pháp Buddha Dhamma. Pháp Sư là học trò, mà có nói gọi là học trò, ngày từ sự ngày có nhiều học trò xuất gia, nhưng cái người học trò xuất gia mà gọi là học thắng pháp, mà đến nơi đến chốn mà học, mà học nghĩa là học rồi đem quảng bá, học rồi có biết hành sách, học rồi có nỗ lực duy trì, đó là Pháp Sư Giác Chánh. Pháp Sư Giác Chánh thì là sư cậu của chúng tôi, tức là mẹ của chúng tôi thứ tư, Pháp Sư Giác Chánh là thứ chín. Thành ra người trong miền Nam á thì thường hay kêu sư chính, sư chính là hồi còn nhỏ, và chúng tôi hồi nhỏ thì thường gọi là sư cậu. Và sau này bởi vì sinh hoạt ở trong room á, thì chúng tôi ít bao giờ trong room gọi sư cậu, chúng tôi hay gọi sư trưởng, bởi vì sư cậu đó là trưởng trang của những cái đệ tử xuất gia. Mặc dù ngày thực sự ngày có nhiều đệ tử xuất gia khác, nhưng mà cái vị mà theo đuổi và gìn giữ tặng nhiều pháp đó là sư trưởng. Thì chúng tôi nhớ là hồi nhỏ chúng tôi thấy rằng sư cậu á hay sư trưởng á làm một công việc mà rất là chúng tôi cảm thấy nó vĩ đại lắm, đó là viết lại những gì ngài thực sự làm và in thành sách. Cái tập sách đầu tiên mà được sư trưởng in thành sách đó là Viễn Vi Diệu Pháp, chỉ ba chữ Vi Diệu Pháp thôi. Về sau này đó, người ta in lại bên Pháp á, người ta gọi là Vi Diệu Pháp Giảng Giải. Và khi in lại bên Pháp á, thì có một điều rất là khôi hài là các vị in lại mà không để tác giả là ai hết. Thành ra khi Đại Hữu Bình Đăng Sơn post lên trên cái website đó, thì chỉ để là hội nghiên cứu Phật học Pháp Quốc, và chúng tôi mới liên lạc với các vị để chỉ các vị đó là tác giả đó chính là Pháp Sư Giác Chánh. Dạ. Thì quý vị mới quý vị hấp dẫn giải này đó, đó là một cái công trình đầu tiên của ngài Tịnh Sự. Dạ, công trình đầu tiên của ngài Tịnh Sự được in thành sách mà mang ở một cái tầm cỡ tương đối là quy mô. Thật ra thì trước đó có 3 tác phẩm, 2 tác phẩm được in và 1 tác phẩm Veronio. Tác phẩm Veronio là Vi Diệu Pháp Toán Yếu của ngài Narada, do Pháp Phạm Kiều Thánh dịch đó. Thì lúc đó người ta nghĩ rằng không có người đọc nên chỉ Veronio thôi, nhưng mà cũng thành tập thẳng hồi. Và cái quyển Vi Diệu Pháp đầu tiên mà chúng tôi được biết được in thành sách đó, là đến từ ngài Hộ Tông, gọi là Vi Diệu Pháp Vấn Đáp ngài Hộ Tông. Nhưng mà quyển này ngài dịch theo của người Campuchia, của Tịnh Dật Tướng Miên ra. Và quyển này thì trên dân ngữ và nghĩa đó, thì tự nó không thể là tài liệu được. Tức là có lần chúng tôi hỏi ngài Hộ Tông tại sao mà ngài lúc đó ngài tập trung, ngài lại ra sức dịch cái quyển Vi Diệu Pháp thời đó về. Thì ngài Hộ Tông thì đưa ra một giải thích mà quý Hữu Tử không ngờ được, là bởi vì ngài nói rằng trong cái luật á, là một vị thầy tế độ cho học trò tu đó cần phải biết về bốn pháp Paramattha và bốn pháp, tức là bốn pháp chân đế đó, chị nên biết. Thành ra ngài dịch như là một tài liệu, và đó là cái lời giải thích trực tiếp của Hộ Tông mà chúng tôi được nghe lại. Tức là biết sơ sơ cũng được mà dịch ra đọc, nhưng mà quá thật là ngài Hộ Tông, cái cách của ngài là thông thường á, là ngài để nguyên chữ. Dạ, ngài để nguyên chữ thí dụ Pháp Quan Gá Chavana, ngài để trên Pali đó, rồi ai muốn hiểu sao thì hiểu. Chúng tôi phải nói ngày xưa mà quý vị học Vi Diệu Pháp như cái buổi, thì cái quyển Vi Diệu Pháp của Hộ Tông là quyển tập sách đầu tiên,
Và cái quyển thứ hai mà được in ra sau quyển Bì Pháp Ngộ Tông đó là quyển Thắng Pháp Thập Yếu Luận của Hòa Thượng Minh Châu. Thì quyển Thắng Pháp Thập Yếu Luận này có hai tập, là tập 1 và tập 2. Thì tập 1 á, tương đối là chú thích kỹ. Bản chú thích được dựa trên cái bản Ngài Narada và của Ngài Cát Sách. Ngài Cát Sách là viện trưởng của Đại học Narada bằng tiếng Anh đó. Thì cái tập 1 được in đầu tiên. Và chúng tôi nhớ rằng sư trưởng đã vận động những Phật tử xa gần đó để viết thư, và viết thư thì gửi qua Thượng Minh Châu. Thì vận động nhiều người viết để yêu cầu Hòa Thượng Minh Châu tiếp tục dịch tập 2. Và Hòa Thượng Minh Châu có nói với sư trưởng trực tiếp là khi Hòa Thượng còn ở tại Ấn Độ, ở Nanda đó, thì Hòa Thượng chỉ được học hai phần đầu, tức là về tâm và tâm sở, tâm vương và tâm sở. Còn lại đó, phần sắc pháp và những phần sau thì Hòa Thượng chưa được học tới Ngài Cát Sách. Thật ra khi mà Ngài dịch đó, thì quyển một Ngài dịch xong, Ngài khựng tại đó một thời gian, sao do lời yêu cầu quá nhiều đó, Ngài mới dịch tập 2. Thật ra vị nào mà đọc Thắng Pháp Tâm Yếu Luận đó, mà để ý là bây giờ thì gom lại một rồi, nhưng mà ngày xưa chia tập 2 á, thì bản quyển số 1 và quyển số 2 nó không có đều tay. Bản số 1 á, chú thích tương đối nhiều rõ, nhưng mà quyển số 2 thì tức là chỉ có một cái mức độ giới hạn thôi. Và đó là cái quyển 1 và quyển 2. Và Hòa Thượng Minh Châu á, thì Hòa Thượng có nói thẳng là Hòa Thượng có học 2 chương với Ngài Cát Sách, nhưng mà Hòa Thượng không học trọn. Thành ra cả đời của Hòa Thượng á, là theo đuổi cái chuyện dịch kinh tạng và phổ biến hơn là Hòa Thượng không phải là một người chuyên, Hòa Thượng không phải là người bị chuyên về thắng pháp. Về điểm này thì chúng ta cần nhớ như vậy. Bác Phạm Kiên Khánh cũng vậy. Bác Phạm Khánh là một nhà phiên dịch, dịch rất nhiều những cái tác phẩm tiếng Anh sang tiếng Việt, và trong đó có bộ Bì Pháp Toát Yếu, nhưng mà bác dịch dựa lên trên cái khả năng về ngôn ngữ chứ không phải là một người nghiên cứu về thắng pháp. Hai cái này nó khác biệt lắm, quý vị nên để ý. Thì thưa quý vị, cái vị mà nghiên cứu về thắng pháp mà có chiều sâu chiều rộng và đồng thời có khổ công đó, đó là Hòa Thượng Tịnh Sự. Và chúng tôi nói không có sợ sai lầm, đó là khi Hòa Thượng Tịnh Sự đang du, khi đi Ngài đi học ở bên Thái Lan đó, từ lúc Ngài biết thắng pháp thì cho đến cuối cuộc đời của Ngài thì Ngài tặng hiến cho cái môn học này, Ngài khác với những vị khác, tức là Ngài lặn lội ở trong cái môn thắng pháp cho đến suốt cuộc đời còn lại, cho đến cuối đời của Ngài. Do vậy hơn 90% những từ vựng mà chúng tôi dùng ở tại đây là đến từ Ngài Tịnh Sự. Và chúng tôi phải nhắc đi nhắc lại điều này đó, để quý Phật tử nên nhớ một điều rằng sau này có bao nhiêu tác phẩm về tiếng Việt ở trong Phật học Việt Nam mà môn thắng pháp, thì chúng tôi nghĩ rằng mọi người nên có một lời nhắc rõ về cái xuất xứ của những thuật ngữ này. Chứ nếu không thì nghĩ rằng mình là người dịch, là một người soạn, tức là mình người chế tác ra, không phải. Phần lớn là những người học trò trực tiếp, gián tiếp hay sử dụng tài liệu của Ngài Tịnh Sự, sử dụng lại. Và nên có để một ghi chú về điểm này. Nhưng mà trở lại điều hồi nãy chúng tôi vừa nói, đó là Hòa Thượng Tịnh Sự thì Hòa Thượng, lúc chúng tôi vào chùa thì Hòa Thượng không có hài lòng với những gì Hòa Thượng đang có. Thành ra Hòa Thượng luôn luôn thì có cải thiện. Do vậy hầu hết những tài liệu của Hòa Thượng rất là rời rạc, đặc biệt trong dạng đánh máy của Rưu Niêu. Sư trưởng là vị đầu tiên là học trò Ngài Tịnh Sự đã làm một công việc, đó là sư trưởng gom thu lại những tài liệu và sư trưởng viết lại ở cái dạng dễ hiểu hơn, với một cái bố kịch cục gọn gàng hơn. Chúng ta nhớ hồi nhỏ, thưa quý vị, khi mở mới vào chùa mà học Bi Diệu Pháp, học Thắng Pháp với Tịnh Sự đó, thì chúng tôi phải nói tài liệu như một đám rừng. Chúng tôi đám rừng là về hình thức cũng như nội dung,
nghĩa là chỗ này mỗi tài liệu chỗ kia tài liệu, chỗ này tài liệu đánh máy, chỗ kia tài liệu Veronio, và chỗ nọ là kinh thẻ được in ra. Sư trưởng là người đã đúc kết lại. Đúng rồi, sư trưởng không có dùng những từ mới mà chỉ đúc kết theo trên đường kinh lịch sử và in ra quyển sách Vi Diệu Pháp. Mà nhà xuất bản đầu tiên do sư trưởng thành lập đó là nhà xuất bản Sa La. Thì khi mà nói đến công góp của sư trưởng đối với Vi Diệu Pháp đó, thì chúng tôi phải nói rằng ba cái tác phẩm rất là tiêu biểu, rất tiêu biểu mà sư trưởng làm. Thì tác phẩm đầu tiên đó là quyển Vi Diệu Pháp giảng giải. Thì phần lớn sư trưởng dựa trên những cái tư liệu của Ngài Tịnh Sự và với cái bố cục mà Tịnh Sự đưa ra. Nhưng mà khi qua quyển thứ hai, bây giờ sư trưởng mất rồi, thì chúng tôi cũng phải thưa thiệt là cái quyển thứ hai và thứ ba sau này đó thì là in chui. In chui tức là sau 75 á, thưa quý vị, sư trưởng soạn ra, nhưng mà lúc 75 vô đó thì lúc đó hoàn toàn không ai nghĩ đến chuyện in kinh sách và không có điều kiện in sách. Thì có một số các nhà in ở Sài Gòn, dạ, một số nhà in ở Sài Gòn mà họ cần tiền, nhưng mà họ không có khách. Thời đó in sách là phải in qua cái sự giấy phép của chính phủ, của nhà cầm quyền cộng sản đó. Mà lúc đó là cái chuyện in sách là không giờ có hết. Chúng tôi không biết là ở Việt Nam sau này đó là lúc nào được in kinh sách chính thức như bây giờ. Nhưng mà từ năm 75 cho đến năm 80, 5 năm đó, chúng tôi ở Việt Nam, chúng tôi rời Việt Nam năm 80 đó, thì không có một cái quyển kinh nào ngoại trừ những bản radio của Hòa Thượng Minh Châu ở Văn Hạnh đó, thì Hòa Thượng lại có cái được sự cho phép chính thức. Còn ngoài ra chúng tôi không biết là có một quyển kinh nào được in ra thành sách đó. Thì hai cái tác phẩm mà được xem như là được gọi là mưa cho cơn hạn đó, và mưa cho mùa hạn hán đó, là tác phẩm Vi Diệu Pháp Nhập Môn, Vi Diệu Pháp Vấn Đáp và Siêu Lý Học. Thì những tác phẩm này ngày nay có lẽ là những người mà nghiên cứu không có nhiều cái những người nghiên cứu không có nhiều cái cái cảm nhận như chúng tôi lúc đó, là thời rất là quý lắm thưa quý vị, rất quý, quý lắm. Cái quyển Vi Diệu Pháp Nhập Môn á, nó rất là phổ thông, được viết theo hình thức vấn đáp, đưa ra từng câu hỏi và đã trở thành quyển sách đầu dường. Chúng tôi nhớ là Hòa Thượng Viên Minh, thì lúc đó Hòa Thượng có khuynh hướng dạy Phật Pháp theo Bắc Truyền, tức là Hòa Thượng mở lớp dạy Kinh Pháp Hoa, và Hòa Thượng có biết cái quyển Vi Tiếu á, vị nào mà đọc quyển Vi Tiếu trong đó có, Hòa Thượng có nhắc đến là có một người mang đến nói về Vi Pháp Nhập Môn, thì Hòa Thượng nói rằng Hòa Thượng cần đến quyển Vi Diệu Pháp Xuất Môn. Dạ, quyển Vi Diệu Pháp Xuất Môn. Sở dĩ mà nói Nhập Môn Xuất Môn là tại vì tại quyển Nhập Môn tương đối rất là căn bản gối đầu dược. Và có một tác phẩm mà cho đến ngày nay vẫn chưa có một vị nào khác biên soạn mà có cái cống hiến tương tự như vậy của Pháp Sư Giác Chánh đó, của sư trưởng đó. Đó là quyển Siêu Lý Học. Quyển Siêu Lý Học ví dụ như là nói về một cái tâm hay một cái thuộc tánh của tâm, thì chia theo giống, theo người, theo cõi, vân vân, thì đó là một cái bản liệt kê, và bản liệt kê thống kê rất là quý báu. Mà cho đến chúng tôi bây giờ đó, hiện tại bây giờ khi mà chúng tôi đọc Thắng Pháp có nhiều khi phải kiểm điểm lại đó, thì chúng tôi phải vào tra nhanh ở trong quyển Siêu Lý Học. Dạ, quyển Siêu Lý Học. Thì nói một cách khác đó là Hòa Thượng Tịnh Sự đó là một vị có cái công rất lớn trong cái việc tiên phong và soạn dịch và chế tác ra từ vựng. Và Hòa Thượng lại ít có những cái tác phẩm
và thực sự được in ấn khi mà Ngài còn. Một vài trường hợp rất là đặc biệt như cái diệu pháp lý hợp, còn lại đó cái người có công để mà soạn in ấn là pháp sư Giác Chánh hay là sư trưởng. Nhưng mà trong những tác phẩm mà sư trưởng đã cống hiến được in ra thì quyển Vi Diệu Pháp Nhập Môn và quyển Siêu Lý Học, và đặc biệt là quyển Siêu Lý Học là có một giá trị rất là đặc biệt. Nhưng mà cái này rất là chuyên môn cho những người nghiên cứu, nó không phải là cái sách để đọc bình thường, nó không phổ thông bên ngoài. Nhưng mà những người nào mà biết thì mới hiểu được công trình đó. Thì thứ gì nói đến Ngài Tịnh Sự thì chúng ta phải nói rằng Ngài có một cái công trình để đời, và công trình để đời này đó, đó là chuyển dịch tạng Abhidhamm hay là Thắng Pháp Tạng sang tiếng Việt, có 7 bộ. Viết về giáo trình thắng pháp để học đã khó rồi, mà dịch tạng thắng pháp sang tiếng Việt là một điểm thiên năng vạn năng. Điểm thiên năng vạn năng. Không có một người nào mà có thể cầm một cái bản dịch tiếng Việt hay tiếng Anh của tạng thắng pháp mà đọc mà hiểu hết. Giống như bây giờ có một người, một em học sinh nào đó cũng giỏi thông minh, mà quý vị đưa một cuốn sách giáo khoa về toán đại số để đọc đi, thì nó đọc không có hiểu, không hiểu đâu. Phải có thầy dạy mà phải có năm tháng để học chứ, không ai cầm quyển sách về đại số mà cầm mà đọc với chúng ta đọc sách được hết. Thì tạng thắng pháp cũng vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta có quyển Thắng Pháp Tầm Biểu Luận của Ngài Anuruddha, mà nó trở thành cái sườn của cái khung sườn của cái lớp học này. Thì Ngài dịch, và chúng tôi nhớ rằng bây giờ thì chúng tôi vẫn còn giữ một vài cái bản Veronio để làm bản làm kỷ niệm mà để đời Veronio. Và có cái niềm rất là vui thú vị, nhớ đến công đức của thầy Đỗ đó, cái ân đức thầy Đỗ. Chúng tôi nhớ rằng chưa bao giờ trong cuộc đời chúng tôi mà thấy rằng có những cái công trình được thực hiện mà nếu dịch là cực, in ấn là cực, mà lúc nhiều phải in lậu nha, phải in lậu, tặng nhiều phát là in lậu rất là nhiều, tức là quay radio mà quay lén, phải mua chợ đen, giấy chợ đen quay lén, nhưng cái người đọc không bao nhiêu hết. Có thể nói rằng lúc mà Ngài Tịnh Sự, mà ngày dịch năm 76, mà Ngài dịch được bộ cũng hai bộ rồi đó, thì thưa quý vị, những gì mà Ngài dịch đem ra rất là tội nghiệp này. Bây giờ quý vị tưởng tượng là bây giờ mình làm một sản phẩm gì đó ra, có người mua thì nó có cái nhu cầu. Ở đây không có nhu cầu, không có nhu cầu, nhưng mà phải vẫn sản xuất và vẫn chịu đựng cực khổ, chịu nguy hiểm để mà dịch thuộc điểm mà in ra. Thì nói đi, chúng tôi phải chắp tay cúi đầu trước các bậc tiền bối đi trước, các bậc thầy tổ đi trước đã chịu khó làm công việc đó. Mình in một tập sách mà không có ai, không phải không có ai mà có rất ít người. Chúng tôi nói là khi Ngài Tịnh Sự dịch cái bộ Bi Diệu Pháp, tặng Bi Diệu Pháp hay là Thắng Pháp Tạng ra tiếng Việt đó, thì cái số người có khả năng đọc á là đến bên đầu ngón tay, chúng tôi cũng biết là một bàn tay chứ đừng nói chi là nó mười ngón, hai bàn tay, mười ngón không có. Nhưng mà Ngài vẫn làm, vì phải nhìn nhận là cái công hạnh của các vị thầy tổ, các vị thầy xưa thật là vĩ đại, quá sức vĩ đại. Thì thứ gì đó là một niềm rất là hoan hỷ về sau này của chúng ta cho đến bây giờ đó, là khi Ngài Tịnh Sự Ngài tịch rồi đó, thì cái tạng thắng pháp đó đã được Hòa Thượng Tuệ Siêu, tức là ở ngoài thường gọi là Ngài Giác Giới đó, và Giác Giới là cái pháp danh, ở đây chúng ta nói về Tuệ Siêu, tức là vị dẫn siêu trong rung đây, sang định lại và in thành sách. Và một cái công trình mà chúng tôi nghĩ rằng một là nó mang tính lịch sử, và thứ hai nữa đó là
nó cũng là một cách tri ân thầy tổ. Ngày hôm nay chúng ta có được cái bản đó, được in thành sách và được post lên trên cái website bút sách của Đời Hữu Bình An Sơn như một tài liệu mà chúng tôi nghĩ có rất ít người có khả năng còn đọc quyển đó. Học thánh pháp mà đọc trong chánh tạng là nếu mà một vị mà không có cái thâm thú thì không chịu nổi được, và không chịu nổi học được. Thì bây giờ nguồn tư liệu mà lấy từ trường trình sự đó là một cái bóng bao phủ tất cả những công trình nghiên cứu và những sách, những giáo trình mà chúng tôi biên soạn. Chúng tôi phải nói rằng ngày nào mà quý vị nghe vào trường trình siêu hay chúng tôi giảng giải thắng pháp đó, ở trong lớp Phật Pháp Bồ Tát Ma này đó, thì phần lớn những cái thuật ngữ, những danh từ, khái niệm là đến từ cái tài liệu Ngài Tịnh Sử. Thì qua Ngài Tịnh Sử, thưa quý vị, là chúng ta biết đến một cái bậc thầy khác mà Ngài Tịnh Sử có cái duyên ngày học. Trước khi Ngài Tịnh Sử rời Việt Nam đó, thì Ngài là một cái vị giáo thọ bên Bắc Tông rất là nổi tiếng. Lúc đó người ta hay gọi là Ngài giáo thọ Huệ Lực. Ở trong miền Nam Việt Nam thời bấy giờ đó, thì Ngài Tịnh Sử là vị giáo thọ, tức là vị thầy dạy bên Bắc Tông đó, mà trẻ nhất và rất là nổi tiếng ở vùng Sa Đéc Vĩnh Long. Và Ngài có cái tên pháp danh Bắc Tông là giáo thọ Huệ Lực. Ngài cũng là một vị rất là hiếm hoi ở bên Nam Tông mà có cái trình độ về Hán học rất là sâu. Có một vài vị khác như Ngài Ẩn Lâm cũng từ Bắc Tông qua, hay Ngài Diễn Nghiêm cũng từ Bắc Tông qua. Nhưng mà những vị này thì phải nói trong số những vị Bắc Tông qua thì Ngài Tịnh Sử là vị mà có cái cơ bản chữ Hán, và Ngài xài chữ Hán cho đến cuối đời của Ngài. Ngài xài rất là nhiều thứ. Thì Ngài Tịnh Sử khi mà Ngài cái thập niên 30-40 có nhiều vị tăng Việt Nam ra nước ngoài xuất dương du học để tìm Phật giáo, thì thứ vì Ngài Tịnh Sử Ngài đi ngang qua Campuchia đi đến Thái Lan. Và khi mà Ngài đặt chân đến Thái Lan có cái duyên kỳ lạ đó, là Ngài đến cái chùa gọi là Wat Chakun, tức là chùa chuông đó. Bây giờ quý vị về đó là một cái chùa rất là lớn nằm ở bên trong Chafia. Và Ngài Tịnh Sử Ngài ở tại Wat Pa Tám, rồi Ngài đi học ở Wat Chakun. Cái vị mà giáo thọ mà dạy Bi Diệu Pháp ở tại cái chùa chuông lúc bấy giờ đó, lại là một vị sư người Miến Điện, lời đó còn trẻ nhưng mà lại rất là giỏi, sư người Miến Điện tên là Sathama Chodika. Dạ, Sathama Chodika, nghe từ sự nghe gọi tắt cửa là Ngài Chodika. Dạ, Sathama Chodika thì vị này là vị mà đã truyền dạy cái môn thắng pháp cho Ngài Tịnh Sử. Dĩ nhiên là về sau này Ngài Tịnh Sử Ngài cũng có nhiều công trình nghiên cứu, nhưng cái căn bản mà đầu tiên Ngài học là học từ Ngài Sathama Chodika. Do vậy chúng tôi nói về mặt mà những cái ý kiến cách giải thích thì qua Ngài Tịnh Sử đó, thì chúng ta phải nhắc đến một bậc thầy. Và đối với chúng tôi thì Ngài Sathama Chodika, nếu gọi thì người Trung Hoa gọi là sư tổ tức là thầy của Ngài Tịnh Sử. Ngài Sathama Chodika được nhắc nhiều trong những công trình nghiên cứu Ngài Tịnh Sử, nhưng mà Ngài không có phải là một vị mà sau này thưa quý vị có một vài cái bản dịch sách của Ngài sang tiếng Việt, nhưng mà khi dịch ra thì các vị vẫn dùng hầu hết là cái từ ngữ của Ngài Tịnh Sử. Thành ra chúng ta phải nói rằng qua Ngài Tịnh Sử thì chúng ta được học thêm và được học và được biết thêm về Ngài Sathama Chodika. Chúng tôi muốn ngăn ở đây một chút để nói sang một cái tác phẩm khác. Và tác phẩm này đưa chúng ta về một cái thế giới, một cái Phật của thế giới học về thắng pháp. Đó là quyển Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như chúng tôi có đề cập khi nãy đó,
là ngài thực sự ngài là một người nghiên cứu thuộc cái lái cổ xưa. Dạ, cổ xưa tức là theo cách của các ngài là bất cứ cái gì có thì đem ra, chứ ngài không có chú trọng nhiều về cái bố cục. Dạ, bố cục. Thì Hòa Thượng Minh Châu á, bản thân của Hòa Thượng Minh Châu lại là một cái vị tu sĩ Phật giáo Bắc Tông, và chúng ta gọi là người trí thức. Khi mà Hòa Thượng xuất dương du học sang Tích Lan và sang Ấn Độ đó, thì trước khi đi đó, thì Hòa Thượng đã là người đã là một vị có bằng cấp ở ngoài, rồi có cái trình độ tiếng Pháp, trình độ tiếng Hán và trình độ tiếng Anh nữa. Dạ, tức là Hòa Thượng Minh Châu là một trong số rất ít các vị tăng sĩ Việt Nam, kể cả bên Nam Tông và Bắc Tông, mà có cái trình độ về cái tân giáo dục, có trình độ về về biên khảo theo cái cách mới của người Tây Phương. Dạ, nó mới người Tây Phương, phải là mà Việt Nam gọi là mới chứ, bên kia không mới. Nếu quý vị nào mà đọc những cái tác phẩm của các vị tăng sĩ Phật giáo đời trước mà theo phái cổ phái đó, thì quý vị sẽ thấy rằng viết rất là, đôi khi rất là khó hiểu, rất là dài dòng, rất là lượm thùm, tại vì theo cái cách học thời xưa là từ chương tới việc. Nhưng mà Thượng Minh Châu lại là vị mà đã là một sự đột phá, tức là dạy Phật pháp theo cách mới. Thật ra thì Hòa Thượng Minh Châu có ý một tác phẩm là Phật pháp cùng với Hòa Thượng Thiện Châu và Hòa Thượng Quỳnh Vi làm cái sách giáo khoa cho phần tử gia đình Phật tử Việt Nam. Thì cái tác phẩm đó Hòa Thượng viết trước khi Hòa Thượng rời Việt Nam. Thật ra Hòa Thượng Minh Châu là một trong những người mà có một cái vị trí rất là quan trọng ở trong thời đầu lập ra gia đình Phật tử Việt Nam. Thì bây giờ đó, Hòa Thượng Minh Châu với cái kiến thức mà về Anh văn, Pháp văn, về Pháp văn, về Anh văn và về Hán văn đó, thì Hòa Thượng sang bên Ấn Độ, rồi sau đó Hòa Thượng sang Tích Lan, rồi sang Ấn Độ. Thì khi Hòa Thượng sang Tích Lan đó, Hòa Thượng lại học chung một kinh với ngài Sumangala. Và khi ngài qua bên Ấn Độ đó, thì lúc bây giờ có cái phong trào phục hưng Phật giáo Ấn Độ. Và một vị tăng mà vị này trở thành một cái khuôn mặt rất là đặc biệt trong cái phong trào phục hưng Phật giáo Ấn Độ, đó là ngài Cassap. Ngài Cassap á là một vị tăng người Ấn Độ, nhưng mà đi học ở tại Tích Lan. Và ngài là một vị mà tương đối là có cái kiến thức kiến thức về nhiều mặt, kinh tạng, luật tạng, thắng pháp tạng và Pali. Dạ. Và Hòa Thượng cũng là một cái vị đã lập ra cái Navanalanda University, tức là đại học Tân Nalanda. Nalanda là tên của đại học cũ ngày xưa. Thì thật ra thì chúng tôi cũng phải nói thêm quý vị là đại học Nalanda mà là cái trung tâm học Kurana cổ đó, là cái trung tâm của Phật giáo Bắc truyền. Dạ, của Phật giáo Bắc truyền, mà cái vị viện trưởng đầu tiên đó là ngài Long Thọ. Những vị như là ngài Long Thọ, ngài Thế Thân, ngài Bôn Trước, ngài Mã Minh, những vị viện trưởng đó, nổi tiếng đều là những cái vị theo đại thừa. Nhưng mà khi phục hưng Phật giáo Ấn Độ đó, thì ngài Cassap ngài được chính phủ Ấn Độ mời là trong tư cách của một cái học giả, trong tư cách một nhà sư mà có cái trình độ thâm cứu Phật học đó, để tái lập lại việc học đại học Nalanda. Thì việc học Nalanda từ lúc đó cho đến bây giờ vẫn là một cái trung tâm giảng giải Phật giáo Nam truyền, giảng Phật giáo Nam tông hơn là Phật giáo đại thừa. Thì ngài Cassap là vị viện trưởng đầu tiên đã lập ra viện Nalanda, giống như Hòa Thượng Minh Châu đối với việc học Phật hạnh về. Và Hòa Thượng Minh Châu đã đến học, và Hòa Thượng Minh Châu đã hấp thụ và ảnh hưởng rất nhiều bởi ngài Cassap ở trong cái việc nghiên cứu và cái kế dịch. Thì chính của Hòa Thượng Minh Châu là vị đã học môn Áp Phi Thâm, môn Thắng Pháp với ngài Cassap. Và ngài ghi rõ trong quyển Thắng Pháp theo Biểu Luận đó.
Nhưng mà Ngài không học hết, mà Ngài chỉ học có hai chương đầu, nói về tâm và tâm vui và tâm sở đó. Và Ngài nói ra Ngài, và Ngài Hòa Thượng Minh Châu khi Ngài dịch cứu biển, nói là dịch chứ không hẳn thưa quý vị, Ngài vừa dịch vừa biên soạn, tức là cái quyền những tám pháp tâm yếu luận mà quý vị thấy đó, là Ngài chỉ dịch phần tiếng Phạn chánh văn và cái phần chú thích thì do chính Ngài biên soạn dựa trên hai cái tài liệu. Một là tài liệu của Ngài Ngài Cá Sấp mà Ngài được học trực tiếp, và tài liệu thứ hai là của Ngài Narada. Thì chúng ta tạm không nói về Ngài Sattama Chodika Thái Lan á, thì trong cái số mà những nhà sư Á Châu mà tiên phong để dạy môn thắng pháp, để soạn môn thắng pháp, để truyền đạt môn thắng pháp bằng Anh ngữ, thì phải nói đến Ngài Narada. Và quý vị nên lưu ý điểm là có hai vị cũng cùng cái tên Narada. Nếu chưa đọc tiếng Pali, đọc thư tiếng Pali là Narada, nhưng mà thường chưa đọc Narada. Thì Ngài Narada mà mình thấy trong quyển là cái vị soạn quyển Đức Phật và Phật Pháp á, hay là quyển Pháp Cú Kinh mà chúng ta được đọc, và nhiều tác phẩm khác được chuyển tiếng dịch sang tiếng Việt, sang tiếng Việt chúng ta, mà cái người dịch là bác Phạm Kim Khánh, thì lại trùng tên với một vị khác cũng là Narada, người Miến Điện. Ngài Narada người Miến Điện đó cũng là một vị rất giỏi thắng pháp, rất giỏi tiếng Anh. Mà chính vị này là vị đã dịch cái bản cái quyển Pháp Thu Ác Thú, tức là bộ thứ bảy của Tạng Diệu Pháp ra tiếng Anh, mà được ấn hành bởi Pali Text Society. Về cái này quý vị nên nhớ là có hai vị gọi là có tầm cỡ về học, về nghiên cứu và giỏi Anh ngữ, và đã viết ra sách bằng tiếng Anh, đều tên là Narada hết. Mà một vị người Miến Điện, một vị vị người Tích Lan, thì cái vị người Miến Điện á lớn hơn cái vị Tích Lan 20 tuổi. Và để phân biệt á, họ dùng chữ U, U Narada, chữ U giống như là chúng ta gọi là Ngài vậy đó, giống như U Sananda hay là U Bhasiyada, chữ U trong cái Miến Điện. Thì quý vị nhớ rằng nó có sự trùng hợp là cả hai ngày cùng thơ tên, như một vị là người Miến Điện và một vị người Tích Lan. Thì Ngài Unarara người Miến Điện đó, Ngài là vị dịch giả và nghiên cứu, Ngài dạy cho người Miến Điện thôi. Trong lúc đó Ngài Nara người Tích Lan thì lại đi vân du nhiều nơi trên thế giới để mà truyền bá Phật Pháp. Dạ. Thì cái tác phẩm của Ngài Nara đó gọi là Ngài viết có một quyển mà chúng ta gọi là một quyển cổ điển, một the classic textbook của Abhidhamma, đó là quyển Menu of Abhidhamma. Menu of Abhidhamma chúng ta dịch là sổ tay Abhidhamma, mà Pháp Bắc Hình Kim Thánh dịch là toát yếu và vi diệu pháp, toát yếu vi diệu pháp. Và cái quyển tài liệu này cũng được Hòa Thượng Thích Minh Châu sử dụng làm cái nguồn tư liệu chính, ngoài cái tài liệu Ngài Cá Sấp. Thì đúng bây giờ ngày Hòa Thượng Minh Châu, thời đó Hòa Thượng Minh Châu rất là tội nghiệp, thứ vì không có nhiều sách bằng vi diệu pháp, không có nhiều sách vi diệu pháp. Ngài chỉ có một quyển là quyển của Ngài Narada, quyển Ngài Cá Sấp, và có tham khảo thêm một quyển Tâm Lý Học Phật Giáo của một cái vị Lạc Ma người Đức tên là Lạc Ma Luvinda. Thì chúng mình sẽ nói thêm về Lạc Ma Luvinda trong giây lát. Nhưng mà như vậy đó, là trong cái thế giới học thắng pháp bằng tiếng Anh mà cổ xưa nhất mà ảnh hưởng đến người Việt Nam mà trực tiếp gián tiếp nhiều, đó là Narada. Chúng tôi sẽ trở lại để nói thêm về cái công trình Narada đã ảnh hưởng đến Ngài Bồ Đề như thế nào. Bây giờ thì chúng tôi nói thêm một quyển, một tác phẩm mà chúng tôi gọi là
thì Psychology of Buddhism, đúng là of early Buddhism, tức là tâm lý học Phật giáo nguyên thủy của một vị sư có tên là Lama Govinda. Dạ. Thật ra thì vị sư này có một cái đời sống rất là thú vị. Vị này là người Đức, thưa quý vị. Vị là người Đức. Và trước đề nghị thế chiến thì vị này đã từng sang Miến Điện và sang Tích Lan để học. Vị này rất thích, rất có niềm tin với Phật Pháp và đồng thời cũng là một ở trong những vị mà tiên phong để học vi dị Pháp ở trong tư cách là một tăng sĩ Tây Phương. Vị này học khá đó. Nhưng mà vị này có một vấn đề trong đời sống tư đó, là vị này có thương một phụ nữ người Đức, và cái cô này cũng là một người cũng thường đi đó đây. Thật ra cái vị Govinda, vị sư Govinda này cuối cùng đã chọn một con đường là vừa là tu mà vừa là có gia đình. Và thưa quý vị, thì chỉ có một cách thôi, là vị này đã tu theo một cái phái của Tây Tạng. Dạ, Tây Tạng tên là dòng phái Sắc Giá. Thì quý vị biết là trong Phật giáo Tây Tạng có bốn cái tông phái chính. Tông phái lớn nhất là Gelugpa, mà chúng ta gọi là Hoàng Mão đó. Và cái phái nhỏ nhất là phái Sắc Giá. Chỉ Sắc Giá tức là chỉ Thích Ca đó. Thì cái phái mà Sắc Giá của Tây Tạng đó, thì lại có cái bản sắc đặc biệt là những vị tu sĩ là có gia đình được. Dạ, có gia đình được. Nên chỉ là Ma Govinda đó, vừa muốn mình tiếp tục là một vị tu sĩ Phật giáo, mà vậy lại vừa muốn sống với người bạn đời của mình. Mà sau này vị đặt tên là Gotami. Dạ, Gotami lại cũng là một vị nữ Lạt Ma, tức là cũng cả hai đều là người Đức hết. Thì vì sau này Lama Govinda đó đã trở thành một cái vị tu sĩ theo Tây Tạng. Nhưng mà khi viết sách, và đặc biệt là viết về Thắng Pháp đó, thì vẫn hoàn toàn y cứ trên Tam Tạng Pali. Rất là thú vị. Thì cái quyển sách mà The Psychology of Early Buddhism, tức là về tâm lý học của Phật giáo nguyên thủy đó, thì thưa quý vị, quyển đó cũng là một quyển rất là quan trọng. Dạ. Mà chúng tôi vẫn tham khảo, ở trong đó có nhiều điểm rất là thú vị. Bây giờ thì chúng tôi quay sang cái tư liệu bằng Anh ngữ. Dạ. Như khi nãy chúng tôi có nói đó, là cái tập sách mà dùng làm giáo trình giảng giải Phật học, giảng giải Thắng Pháp đầu tiên ở trong Anh ngữ, thì đó là quyển Manual of Buddhism của Ngài Narada. Quyển này trở thành quyển sách cổ điển với đồ dược. Nhưng mà Ngài Narada đó, Ngài có hai điều là khi mà Ngài biên soạn quyển này đó, thứ nhất là cái tiếng Anh, Ngài là người rất giỏi tiếng Anh, nhưng mà tiếng Anh của Ngài lúc đó là tiếng Anh của người Tích Lan học tiếng Anh. Tiếng Anh của người ngoại quốc. Và điều thứ hai đó là Ngài phải sử dụng một số những cái thuật ngữ mà nó được sử dụng rộng rãi trong thần học của Thiên Chúa, Thiên Chúa Giáo. Chúng tôi lấy ví dụ như vậy, thưa quý vị, là ở trong Phật học tiếng Việt của chúng ta có những cái cách nói hay những cái từ vựng mà nó rất là phổ thông ở bên ngoài, có những cái từ vựng mà nó mang cái hơi hấm của Phật Pháp, mặc dù nó chỉ Hán. Ví dụ như trong Phật Pháp hay nói là thân tâm an lạc, hay dùng chữ khoan hỷ, hay là cái chữ chúng ta nói là từ bi hỷ xả, vân vân. Thì trong tiếng Anh đó, nó cũng có một cái loại tiếng Anh mà chúng ta gọi là tiếng Anh của thần học. Mình chỉ thần học tiếng Anh là thần học của Kitô giáo. Thì những ngài như ngài Cá-sấp hay ngài Na-la thời xưa đó, khi các ngài muốn phô diễn cái ý tưởng Phật học của Anh ngữ, thì thường các ngài lại dùng một số các cái thuật ngữ của thần học Thiên Chúa. Tại vì bây giờ nói thẳng ra như vậy,
là không phải các ngài không biết, nhưng mà ở trong tiếng Anh nó có hai cái cách, hai cái ngôn ngữ chúng ta gọi là cách đạo và cách đời á. Thì cái đời là cái phổ thông ở bên ngoài, như là chúng ta học ở trường học, học ở nói đại khái bên ngoài. Và khi nói về đạo đó thì mình phải dùng cái thần học. Và trong ngôn ngữ của tiếng Anh đó, cái thần học đó là nó mang cái hơi hám của Kitô giáo. Dạ, là do thầy giáo, do thầy giáo Kitô giáo. Thì do vậy khi ngài Narada mà ngài biên soạn những cái tập sách về thắng pháp đó, thì ngài phải đối diện với một cái trở lực rất lớn, đó là chuyển dịch những danh từ từ rất chuyên môn của thắng pháp sang tiếng Anh, mà chúng ta tạm dùng cái chữ gọi là chế, tức là chế ra, phải chế ra thôi. Và là một người ngoại quốc mà lại chế tác ra danh từ để dịch đó, thì thật sự nó là một danh, nó là một chuyện thiên năng vạn năng lắm. Mặc dù cái trình độ ngài rất cao, nhưng ngài có những chữ rất xưa và những chữ mang cái hơi hám của thần học Thiên Chúa giáo rất là nhiều. Do vậy năm 1978 đó, thì bây giờ có một cái nhu cầu là in lại cái quyển The Manual of Abhidhamma của Narada. Dạ, tại vì cái quyển sách đó không có bán mà chỉ in và cho thôi. Dạ, in rồi cho thôi. Ấn tống. Và không, trong kho không còn nữa, phải in lại. Và thứ vì cái cơ sở Buddhist Publication Society là một cái cơ sở do ngài Ñanapolika thành lập, một siêu người Đức. Và khi mà ngài tịch thì ngài giao công việc này lại cho một vị sư. Vị sư đó là vị sư người Mỹ. Ngài có tên là Vô Lý. Dạ, ngài tên là Vô Lý. Thì vị sư người Mỹ Vô Lý này đó, ngài là người Mỹ gốc Do Thái. Và ngài có cái bằng cấp tiến sĩ về triết học. Dạ, ở Đại Hoa Kỳ. Lại là một người rất có lòng thành, rất có đức tin với Phật Pháp. Và hiện tại bây giờ khi chúng tôi nói chuyện với vị đây đó, thì phần lớn những cái từ vựng Phật học mà chúng tôi sử dụng về Anh ngữ đó, là chúng tôi lấy theo cái chuẩn của ngài Vô Lý. Trong cái thế giới Phật học đó, thì thưa quý vị, trước đó chúng ta có rất là nhiều những cái nhà dịch thuật tiên phong, đặc biệt là của cái hội Pali Text Society, Pali của Anh Quốc. Và những cái vị mà tiên phong ban đầu giống như bà I.B. Honor hay là ông bà Rich David chẳng hạn, thì các vị dịch sang tiếng Anh với một cái văn phong tương đối cổ và ảnh hưởng thần học Thiên Chúa rất là nhiều. Mà ngài Wapula Rahula đã rất nhiều lần ngài kêu gọi cái chuyện gọi là dịch lại, nhưng mà không có thành công lắm, cho đến khi có một nhân vật ra đời đi vào một thế giới Phật giáo, đó là ngài Bồ Đí. Ngài Bồ Đí như chúng tôi nói là ngài là một tăng sĩ Phật giáo người Mỹ, tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của ngài, mà ngài lại là một người rất có niềm tin ở Phật pháp. Ngài là một vị nghiên cứu rất là nghiêm túc. Có hai vị mà chúng tôi nghĩ rằng đến với thế giới Phật giáo mà được xem như là một cái gì hết sức là may mắn cho nền Phật học thế giới, đó là ngài Ñanamuli và ngài Puri. Ngài Ñanamuli là một vị tăng sĩ người Anh. Ngài là cái vị đã dịch Nguyễn Thanh Tịnh Đạo sang tiếng Anh và sang định lại cái bút cục. Bởi vì sau này chúng ta có bản dịch của Tích Nữ Chiến Hải đó. Ngài Ñanamuli thì ngài soạn nhiều tác phẩm giá trị, nhưng mà rất tiếc một điều đó là ngài mất sớm. Dạ, ngài không có thọ lắm. Vì sau này có sự xuất hiện của ngài Vô Lý là một điều rất là, chúng ta nói là đại duyên đại phước cho thế giới Phật học. Bởi vì chúng ta quá cần những cái danh từ chuẩn mực về Phật học. Và ngài Vô Lý trong cái trình độ, trong sự nghiêm túc và trong cái chiều sâu về phản ngữ Phật học của ngài đó, thì ngài có những cống hiến rất tốt. Thì khi ngài Ñanapolika mất á,
thì cái vị mà thừa kế cái vai trò của một vị chủ viên cho cái trong cái tổ chức gọi là Buddhist Publication Society, là một cái tổ chức mà do ngài Nhân Bodhika cũng là người đích thứ quý vị, nhưng mà ngài đã có một cái sáng kiến là tìm những tác phẩm có giá trị in ấn lại, và lúc bây giờ chỉ có ấn tống thôi, và ai muốn xin thì gửi tiền bưu phí để gửi đi. Thì ngài Bodhi tiếp tục công việc của cái Buddhist Publication Society đó. Và như chúng tôi nói là năm 1978 thì có cái nhu cầu in lại cái quyển Menu of Abhidhamma. Thì ngài Bodhi đó, khi ngài đọc ngài thấy rằng đây là một tác phẩm rất có giá trị, rất là ít, nhưng mà văn viết hơi cổ và có rất nhiều từ vựng cần phải chú thích. Và ngài đã bỏ ra 3 năm để làm công việc sang định này. Thì cuối cùng là chúng ta có tác phẩm từ menu, xin lỗi quý vị, được Comprehensive Menu of Abhidhamma. Thì ngài thêm một cái tựa Comprehensive, đã, Comprehensive. Thật ra thì chữ Comprehensive này á, là cái nguồn cảm hứng để chúng đi đặt cái tên cho cái môn học này là thắng pháp phổ thông. Chữ Comprehensive á, có nghĩa là cái gì đó mà chúng ta dễ hiểu, dễ đọc, dễ lãnh hội. Comprehensive. Comprehend. Và dĩ nhiên khi ngài đặt cái comprehensive, đặt cái tựa bút là a comprehensive menu Abhidhamma, thường viết tắt là CMA, về sau này ngài sẽ ra cũng dựa vào tác phẩm này để giảng Abhidhamma bằng tiếng Anh đó. Thì ngài Bodhi đã có một cái đóng góp rất lớn về chú thích, về những thuật ngữ chuyên môn, và có thể nói rằng lần đầu tiên một người làm cái vai trò sang định mà đóng góp hơn phân nữa. Nếu quý vị nào có dịp so sánh hai tác phẩm, từ Menu of Abhidhamma của ngài Narada là nguyên tác, và cái bản sang định có tên là Comprehensive Menu of Abhidhamma của ngài Bodhi, thì quý vị sẽ dễ dàng nhận ra ngay là cái công trình sang định của ngài Bodhi đã khiến cho tác phẩm tăng trưởng về số lượng cũng như về chú thích, về cả ngữ và nghĩa đó, ít nhất là 60%. Mà chúng tôi có thể nói rằng gần như cái quyển mà sau này đó, nó là tác phẩm mới vậy đó. Dĩ nhiên là ngài Bodhi ngài ghi rất rõ, và đây là một cái tác phẩm được dẫn từ cái tác phẩm nguyên chỉ của ngài Narada, nhưng mà quyển sách này rất quan trọng, rất là quan trọng. Và trong cái lớp mà thắng pháp phổ thông này, thì thưa quý vị, chúng tôi dịch rất nhiều những đoạn chú thích của ngài Bodhi ở trong quyển sách này, rất nhiều. Và đây là điều mà chúng tôi muốn nói rõ với quý vị, là khi sử dụng cái tài liệu này. Bây giờ thì chúng tôi lại nói thêm đến những cái nguồn tài liệu khác của thắng pháp mà chúng tôi sử dụng. Bởi vì đã nói phải nói cho hết. Vì đây là những nguồn tài liệu từ các bậc thầy mà chúng tôi được duyên theo học. Phải nói rằng cái hiểu của chúng tôi về thắng pháp đó, ngày hôm nay đó, ngoài ngày tịnh sự, ngoài sư trưởng, thì một số các vị ảnh hưởng chúng tôi rất là nhiều. Ở trong đó phải nói đến ngài Anandamayi. Ngài Anandamayi là thầy dạy của ngài Bodhi. Dạ, ngài Anandamayi đó, lúc ngài tập tới thiếu vị ngài 101 tuổi. Ngài là một vị cao tăng mà ngài có cái tăng tướng đẹp lắm. Ngài có tăng tướng đẹp mà rất là hòa ái. Ngài thuộc về thế hệ gọi là tinh hoa của Phật giáo Tích Lan. Ngài nói tiếng Anh rất giỏi, rất trôi chảy.
và một trình độ sâu về Phạn ngữ, về Abhidhamma. Chúng tôi nhớ là thời mà chúng tôi mới sang Mỹ, một năm đầu, thì chúng tôi chật vật rất là nhiều với rất nhiều với tiếng Anh. Nhưng cái nguồn mà cảm hứng với chúng tôi rất nhiều là mỗi tuần hai lần chúng tôi được đi từ Pomona lên Los Angeles, tự lái xe đi và lên học với ngài Ananamitri. Ngày về ngày ở đó cũng ở tại gọi là Grand Tour Buddhist Vihara của ngài Vijayananda đó. Thì chúng tôi lên gặp ngài thì thông thường ngài dành cho chúng tôi một ngày như vậy khoảng 2 tiếng. Nhưng mà ở đó không, dạ, mà ngài chỉ trả lời những câu hỏi. Thì thật ra thời gian chúng tôi ở với ngài thật sự mà có những điều gì mà học thì học cũng hơi nhanh. Và ở tại Việt Nam, trước khi chúng tôi rời Việt Nam thì sư trưởng cũng chỉ định đi dạy một số các lớp cái diệu pháp. Nhưng mà thưa quý vị, cái biển học thì mênh mông có nhiều điều lắm. Và lúc bây giờ thì rất là tội nghiệp ngài. Ở điểm đó là tiếng Anh của chúng tôi rất là giới hạn lắm. Quý vị biết là chúng tôi phải trở về một cách học là chúng tôi ghi những cái câu hỏi bằng Anh ngữ mà chúng tôi soạn trước. Dạ, ví dụ chúng tôi muốn hỏi về dương nghệ, chúng tôi muốn hỏi về sắc pháp, hỏi gì phải ghi trước. Và chúng tôi phải dọa dòng những cái chữ bằng tiếng Anh. Và chúng tôi đem nguyên thẻ đó lên, chúng tôi nói với ngài xong chương trình với ngài. Và nhiều lúc mà ngài phải sửa lại những câu hỏi của chúng tôi bằng tiếng Anh nữa. Tại câu hỏi tiếng Anh mà ngài có một cái cách cười rất là vui. Khi nào chúng tôi biết cái gì đó mà sai á, mà ngài cười rồi ngài ngồi sửa lại. Và sau khi ngài sửa xong á, thì ngài lại viết những câu trả lời của ngài bằng tiếng Anh. Tại vì ngài sợ rằng ngài nói chúng tôi nghe không hết. Và ngài viết bằng tiếng Anh xong ngài mà giảng. Ngài giảng xong đó thì ngài hỏi rằng có thắc mắc gì nữa không? Thì có khi chúng tôi có thắc mắc, có khi chúng tôi trở về đó là suy nghĩ ra những điều rồi chúng tôi phải viết những câu hỏi khác. Và học cái kiểu đó giống như là học bằng bút làm được. Chúng tôi không phải là người câm vì lúc tiếng Anh không có đủ. Thật ra thường là mình viết thì nó dễ hơn là mình nói. Nên chi viết lên tờ ngài, ngài viết câu trả lời. Thì suốt thời gian California chúng tôi thường lên xuống với ngài để ngài chỉ dẫn. Và một số những cái nhìn của chúng tôi ngày nay về thắng pháp mà tương đối gọi là khai mở ra một cái vùng trời mới đó là đến từ ngài Ananamitri. Và cũng nói thêm nữa là ngài cũng là vị thầy dạy của ngài Bodhi. Mà do sự hướng dẫn của ngài mà ngài Bodhi ngài có một cái trình độ kiến thức rất là khá về Abhidhamma. Thì cũng phải nói rằng ngài Ananamitri chưa bao giờ mà ngài viết sách dạy Abhidhamma. Ngài có quyển biết cuốn sách dạy tiếng Pali. Dạ, ngài có viết sách dạy tiếng Pali nhưng mà ngài không có viết sách. Ngài có viết bằng tiếng Tích Lan nhưng ngài không có viết bằng tiếng Anh về Abhidhamma. Và một cái vị thứ hai mà chúng tôi cũng học cùng lúc nhưng mà ít hơn đó là ngài Silananda. Ngài Silananda, ngài lúc chúng tôi gặp ngài ở California đó thì năm đó ngài khoảng 40 tuổi thôi. Dạ. Ngài Silananda đó, ngài có một cái vai trò rất là đặc biệt. Đó là ngài là thư ký riêng của ngài Mahasi. Ngài Mahasi đó là một ở trong những vị chủ tọa của cái tập Tam Tạng thứ 6. Và ngài Silananda đó lại có cái trình độ về Tây học. Tiếng Anh thì ngài không nhiều. Lúc mà ngài ở không phải không nhiều, ngài có tiếng Anh nhưng mà tiếng Anh không phải là người tiếng lưu loát, nhưng mà trong số chư tăng miến điện mà nói chuyện bằng tiếng Anh mà dễ nghe nhất thì đó là ngài Silananda. Thì chúng tôi cũng phải học ngài trong cách của ngài ngài Ananamitri là chúng tôi ghi những câu hỏi bằng viết, nói với ngài xong đưa cho ngài để ngài hiểu được mình nói cái gì và muốn hỏi cái gì. Và ngài chỉ giảng thôi chứ ngài không có viết lại để ngài trả lời trên cái thẻ cho chúng tôi. Và
qua ngài đó, thì chúng tôi mới tìm thấy được một số cái nhìn rất là một số điểm gì khác biệt giữa cái Abhidhamma hay thắng pháp của Miến Điện và của Tích Lan. Đồng thời đó, ngài ngài Chilanda đó, thì ngài có một cách dạy thắng pháp thắng pháp nó ít nặng về vấn đề triết lý, mà nó lại nghiêng về kinh đại và nghiêng kinh đại. Nếu vị nào mà người Phật tử Việt Nam á, mà học những cái tài liệu mà thắng pháp của ngài Chilanda, thì quý vị sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn là học những cái tài liệu của ngài Nanda. Và cũng phải nói một điều rằng có một cái điều rất là may mắn là ngài Chilanda, ngài đã để lại một số những đệ tử người Việt Nam học về thắng pháp với ngài. Và ở trong đó có một cái nhân vật mà cho đến giờ chúng tôi cũng không biết người này, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng vị này là một người tương đối rất là khá trong cái việc học với ngài Chilanda, đó là Pháp Triều. Và chúng tôi cũng không biết Pháp Triều là ai nữa, nhưng mà đã có dịch cái quyển mà gọi là Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp. Thì thật ra cái quyển này không phải là quyển sách, thưa quý vị. Cẩm Nang Nghiên Cứu Chánh Pháp là một cái chuyển biên từ những cái bài giảng của ngài Sinananda, giảng cái quyển Abhidhamma Sangha, và họ ghi âm lại và họ chuyển dịch, họ chuyển dịch từ cái bài giảng của ngài sang văn bản. Và do vậy đó, cái này thì chúng tôi phải nói một điều là cái tài liệu này nó không hẳn là một quyển sách, nó chỉ là ghi lại. Và Pháp Triều thì sử dụng rất nhiều danh từ của ngài Tịnh Sự, và rất nhiều từ danh từ ngài Tịnh Sự để dịch, và có một số cái sự đắn đo và số đắn đo, thì chúng tôi xem đó là một công trình rất là đáng kể, là bởi vì chúng ta có một loạt các bài giảng bởi một vị tăng sĩ đương đại, tức là ngài Sananda. Bây giờ ngài tịnh rồi, ngài tịnh cũng lâu rồi, nhưng mà nói về ngài Sananda đó, thì ngài có công trình đóng góp rất lớn cho cái sự hướng dẫn Phật pháp tâm châm kinh đạn Pali ở tại Mỹ cho đến khi ngài viên tịch. Thì ngài Sananda đó, thì chúng tôi lại không được học nhiều với ngài lắm. Nếu mà so về cái thời gian chúng tôi được lên để tham vấn về thắng pháp với ngài đó, thì có lẽ là bằng khoảng 1/10 ngài Ananamitri. Lý do là ngài Sananda ngài đi lại từ Bắc Cali xuống Nam Cali nhiều lần, không phải ngài thường xuyên có mặt ở Nam Cali. Trong lúc đó thì ngài Ananamitri thì ngài thường xuyên ở tại Grand Soul Buddhist Vihara, tức là ở tại Los Angeles. Chúng tôi học với ngài Ananamitri là phần lớn, còn ngài Chilanda thì chúng tôi nghĩ khoảng 1/10. Sau này, thưa quý vị, từ năm 90 tới năm 92 đó, thời gian chúng tôi sống ở Thái Lan, thì chúng tôi lại có một cái duyên cũng đặc biệt, là chúng tôi sang đó thì ở chùa Vatanachak và thỉnh thoảng ở chùa ngài Chandra và đi đầu đà đó. Thì chúng tôi lại có quen với một vị sư người Úc tên là sư Buriso, Ajahn Buriso. Buriso là trụ trì của Quách Khinh. Và cái vị sư này đó, lúc bây giờ thì chúng tôi không có biết sau này thì chúng tôi mới biết là mặc dù vị này xuất gia đầu đà, nhưng mà vị này ưa chuộng về pháp học. Dạ, ưa chuộng về pháp học. Mà ở trong cái sự hướng dẫn tu tập của ngài Ajahn Chah đó, thì phần lớn nghiêng về pháp hành. Và Ajahn Buriso đó, lúc chúng tôi biết là đã có dịch một vài tác phẩm tiếng Thái sang tiếng Anh. Vị này không phải là một người có bằng cấp cao về Anh ngữ, nhưng lại là người viết rất tốt, thưa quý vị. Có nhiều vị mà không có bằng cấp nhưng mà viết rất là hay. Thì khi vị này dịch thuật thì vị này lại tập trung vào một cái nhân vật
mà ngày nay vẫn còn của Phật giáo Thái Lan, mà đó là một vị mà chúng tôi đặc biệt rất là kính trọng, đó là ngài Pajuto. Ngài Pajuto, ngài Pajuto thì ngài là vị đã soạn ra cái quyển Buddhadhamma, bằng tiếng Thái và sau này có dịch sang tiếng Anh, và ngài có nhiều công trình vĩ đại lắm. Có thể nói trong cái nhìn của chúng tôi, một cái nhà Phật học đương đại của Phật giáo Thái Lan, mà về trên phương diện hình thức, nội dung, tư tưởng, mà có thể nói rằng vĩ đại nhất của Phật giáo Thái Lan đương đại, đó là ngài Pajuto. Ngài Pajuto là tên, là pháp danh khi ngài xuất gia. Người Thái Lan, thưa quý vị, họ có một cái chuyện rất là phiền. Đó là một nhà sư vào trong chùa tu á, thì lúc mà thọ tỳ kheo lại có một cái pháp danh bằng tiếng Pali. Nhưng mà rồi khi vị này được nhà vua phong lên cái hàng giáo phẩm mới, ví dụ như từ Phát Khu lên Cháo Khuôn, và là Cháo Khuôn có nhiều bậc Cháo Khuôn, thì mỗi lần như vậy nhà vua lại cho cái tên mới. Không có nước Phật giáo nào có cái chuyện rắc rối như vậy. Thành ra ngài viết sách thì ngài vẫn dùng cái tên lúc ngày xuất gia, pháp danh lúc ngày xuất gia là Pajuto. Nhưng mà lúc mà chúng đi ở bên Thái Lan á, thì lúc đó ngài lên Cháo Khuôn với cái tên gọi Thép Vê Thi. Dạ, chữ thép tức là thép chi thiên đê đá, tiếng Thái họ đọc là thép, Thép Vê Thi. Và về sau này đó, khi chúng tôi rời Thái Lan rồi, thì ngài lại có một cái tên mới, do cái chức mới của nhà vua Kuipon ban thông á, là Thamabido hay là Thamabitaka, là ngài Pháp Tạng. Và chúng tôi được biết bây giờ ngài lại có hai cái tên mới nữa. Dạ, tên nhiều quá đi, vì chúng tôi không còn nhớ, chúng tôi chỉ nhớ là ngài Pajuto. Thì ngài Pajuto là một vị thâm cứu Phật học. Ngài đậu cái bằng cấp tại dốt cáo, tức là cái bằng cao nhất về Phạn ngữ, lúc ngài chưa đến 20 tuổi. Và cái lễ xuất gia tỳ kheo ngài là được nhà vua bảo trợ. Một cái vị mà ngài nói tiếng Anh rất là tốt. Dạ, mặc dù ngài có đi du học ở Mỹ, thời gian tiếng Anh rất là tốt. Mặc dù có nhiều trường hợp thì chúng tôi không nói chuyện trực tiếp với ngài, mà qua ngài Buriso, qua Bụt Nhật. Cũng đó là Ajahn Buriso sau này hoàn tục. Lúc mà chúng tôi rời thế gian, Ajahn Buriso hoàn tục. Hoàn tục làm gia đình với một người Thái, nhưng mà lại tập trung rất nhiều để dịch những tác phẩm của ngài Pajuto sang tiếng Anh. Chúng tôi thấy rằng tôi như vậy cũng kể rất tốt, mặc dù sau này không có tiếp tục tu nữa, nhưng mà lại là một vị mà có cái lại là một vị có cái cống hiến khi làm cư sĩ rồi, vẫn có cống hiến, việc đó rất là đáng quý thưa quý vị. Thì ngài Pajuto mỗi lần mà lúc mà chúng tôi ở Thái Lan đi đầu đà, thường sống ở trong rừng, và lâu lâu thì lại nhận được cái lời nhắn của ngài Buriso, của Ajahn Buriso, là ngài Ajahn Buriso lên Bangkok để tham khảo với một vài cái điều về bản dịch. Tại vì ngài Pajuto, ngài có học ở Mỹ, thành ra ngài có trình độ về tiếng Anh nữa. Mà khi tác phẩm ngài từ tiếng Thái dịch xuống tiếng Anh đó, thì có nhiều điểm mà Ajahn Pajuto Buriso muốn hỏi, và những lần như vậy thì thường nhắn, và chúng tôi viết giấy nhắn, lúc đó không có điện thoại, ở trong rừng không có điện thoại, chúng tôi viết giấy, thì vị này cho xe lên đón. Là trụ trì chùa mà, cho xe lên đón và đi lên Bangkok. Thì những lần như vậy đó, chúng tôi nhớ là cũng có 6-7 lần. Dạ, 6-7 lần. Và thông thường lên trên Bangkok thì ở gần ngày với chúng tôi không có lâu, chừng 3 ngày hay 7 ngày thôi. Và 3 ngày 7 ngày cũng nhiều công việc. Nhưng mà đó cũng là dịp mà chúng tôi tham khảo rất là nhiều. Và nhất là một cái nhìn cân phân giữa tạng kinh và thắng pháp. Cũng phải nói rằng trong một số các vị đó mà tương đối có cái nhìn thoáng, có cái nhìn lợi ích giữa quý vị mà nghe chúng tôi nói nhiều về cái nhìn quy mô và vĩ mô, giữa cái macro và micro, là phần lớn là chúng tôi được học từ ngày Pajuto. Ngày Pajuto thì
Chúng tôi nhớ là nếu chuyện không nhớ lầm, chúng tôi có lên gặp Ngài khoảng 7 lần và một lần cái vài ngày thôi. Nhưng mà những ngày đó rất là lợi lạc, bởi vì thật sự khi mà mình biết đặt câu hỏi đó, thì mình sẽ tìm được câu trả lời. Và quý vị nhớ là khi mà học đặt câu hỏi quan trọng lắm. Hễ mình biết hỏi đúng chỗ đó, thì mình sẽ học được gì đúng chỗ, không nhất thiết là phải học hết. Thời gian đó cũng có thời gian lợi lạc. Thì chúng tôi phải nhắc lại đi những cái nguồn tư liệu như vậy để như là một sự tri ân, và đồng thời cũng phải nói rằng là cũng nhờ những vị đi trước, những vị tiền bối, những bậc thầy tổ mà đã để lại cho chúng ta những điều rất là lợi lạc, nên ngày hôm nay thì chúng ta có thể học được những điều rất là giá trị về thắng phật. Sau cùng thì thưa quý vị, khi mà chúng tôi còn nhỏ ở gần sư trưởng á, thì sư trưởng là người đầu tiên đã gieo rắc trong đầu chúng tôi những cái so sánh giữa tạng thắng pháp của Pali và luận tạng của Phật giáo Bắc Truyền. Và quý vị nhớ rằng trong Phật giáo Đại Thừa thì luận tạng không phải do Phật thuyết, mà các vị ở trong các vị quan điểm rằng cái gì Phật thuyết gọi là kinh, mà cái gì Bồ Tát viết gọi là luận. Bồ Tát viết ở đây là chư Bồ Tát như này, Mã Minh, Long Thọ, Thế Thân v.v. Thì sư trưởng hồi chúng tôi còn nhỏ đó, sư trưởng đặc biệt rất là thưởng thức cái tác phẩm của Ngài Thế Thân và một tác phẩm khác, đó là Thành Thực Tụng của Ngài Hari Bạt Ma. Về sau này thì chúng tôi được dịp và có nhiều tài liệu ở trong đó, thì thứ thì có bản về A Di Đà Đàm Câu Sáu Luận, bản dịch của Hòa Thượng Tuệ Sĩ, và một vài cái bản về duy thức học của Hòa Thượng Thiện Hoa, bản duy thức Tam Thập Tụng và một số bản khác. Nhưng mà phải nói là có một cái công trình dịch thuật mà nếu quý vị nào biết là cái quyển Triết Học Phật Giáo, mà cái người dịch đó là Sư Tội Khanh, tức là Sư Giác Nguyên. Dạ, Sư Tội Khanh, Sư Nguyên. Thì Sư Tội Khanh là người em của chúng tôi, em ruột kế, tức là ở trong gia đình đó, thì Sư Hòa Thượng Tuệ Siêu là lớn nhất, rồi chúng tôi, rồi kế là Sư Giác Nguyên, rồi sau Sư Pháp Nhiên và Sư Trí Tịnh. Thì Sư Giác Nguyên, Sư lại có cảm hứng hướng dịch những cái tác phẩm, đặc biệt là những tác phẩm từ những học giả người Nhật sang tiếng Việt. Và chúng tôi thỉnh thoảng có tham khảo một số những cái so sánh của các vị này. Thật ra thì chúng tôi cũng phải nói rõ là hầu hết cái công trình học, cái công trình, những cái nỗ lực học của chúng tôi tập trung vào tạng thắng pháp của Pali. Còn riêng về những cái dị bản của thắng pháp ở trong Bắc Phạn hay chữ Hán v.v. là chúng tôi đọc qua những cái dịch phẩm, những tác phẩm, một vài tác phẩm tiếng Anh, một vài cái bằng tiếng Việt, chứ chúng tôi không phải là người chuyên về duy thức. Cũng như A Di Đà Phật Câu Xá, chúng tôi phải nói rõ như vậy. Nhưng mà cũng là người có ảnh hưởng bởi sư trưởng. Và sư trưởng hồi nhỏ đó thì chúng tôi ở gần sư trưởng đó, thì sư trưởng hay có những so sánh giữa Phật giáo, giữa tạng Abhidhamma của Bali và tạng luận của Phật giáo Bắc Truyền. Do vậy chúng tôi vẫn có cái ưa thích về chuyện đó. Thí dụ như những cái so sánh giữa tàng thức và pháp văn đá chẳng hạn, tức là tỉnh thức. Nhưng mà cũng phải nhắc lại là chúng tôi chỉ nghiên cứu với tính cách tham khảo, không phải là vị chuyên môn về việc này. Đó là vài điều mà thưa vị, chúng tôi muốn nói trong ngày hôm nay. Trở lại với cái câu chuyện ban đầu là phần lớn những cái từ vựng, những thuật ngữ của thắng pháp mà anh em huynh đệ chúng tôi sử dụng, mà cũng như nhiều tác phẩm khác sử dụng đó, thì chúng tôi phần lớn là lấy từ cái công trình tiên phong của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự. Dạ, yeah. Hết cả 90% chúng tôi nói như vậy. Nếu mà chúng ta ngày nay học giảng giải truyền bá Abhidhamma mà không nhắc đến
cái công trình của Hòa Thượng Lịch Sự. Thì thật ra chúng tôi nghĩ rằng một phần nào đó chúng ta có lỗi. Có lỗi là bởi vì chúng ta xài, sử dụng một cái gì đó mà chúng ta lại không nhớ đến cái nguồn cội. Do đó trong bài học ngày hôm nay chúng tôi nói cây cúc cội nước có nguồn là vậy. Nếu không có ngày lịch sử dịch, có lẽ là bây giờ thì môn thắng pháp cũng có được phổ biến rộng rãi như ngày nay. Và dĩ nhiên là chúng tôi không có hoàn toàn sử dụng hết tất cả những từ ngày dịch. Chúng tôi nói với quý vị rằng bản thân của ngày lịch sử, ngày cũng phải chế tác, ngày cũng phải thay đổi rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng tiếp tục làm công việc đó. Tuy nhiên là những cái nỗ lực của ngài thực sự, từ cái thái độ nghiêm túc cho đến tinh thần cầu học, cầu tiến, thì là những điều không thể không nhắc đến trong cuộc sống. Và điều đó ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay, cũng như là trong cái cách giảng dạy môn thắng pháp. Đó là phải điều chúng tôi muốn nói với vị trong bài học này. Quý vị đừng ngạc nhiên là tại sao đó bài thứ hai qua bài khai giảng rồi mà vẫn chưa đi vào lớp học. Từ tới chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ thưa quý vị, chúng tôi sẽ xin nghỉ một chút để uống nước. Và không biết là thượng tọa pháp đăng tự pháp tân hay tọa tự nguyện, quý vị nào có thể cầm bích nói cho được khoảng chừng 50 phút thì xin quý ngài qua kiện giúp cho nó một ít để nói về ngày lịch sử, nói về học thắng pháp, và chúng ta sẽ trở lại một phần kết thúc. Dạ, xin hỏi thượng tọa pháp đăng, tọa pháp tân, tọa tự nguyện đang có mặt ở trước máy, có vị nào có cầm bích giúp cho một vài phút? Dạ, thỉnh thượng tọa tự nguyện, thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo phật, kính lễ đến Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Từ Tri, Đại Đức Từ Đức Sư Nguyên Thông, Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cũng như Phật tử. Và có thể nói rằng nếu như nói trên một cái tinh thần công hạnh và cái công đức mà Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự đã để lại, thì chúng ta không thể nào mà không nhắc tới. Chúng tôi khi nhỏ đó cũng may mắn, gia đình đã được ngài giáo dẫn. Ngài là một vị giáo thọ, có thể nói là ban truyền Phật pháp và đặc biệt môn vi diệu pháp rất là cực thân trong buổi ban đầu. Quý vị biết từ chùa Viên Giá về nhà của chúng tôi đó khoảng chừng 25 km. 25 km thì quý vị coi nó quá gần, nhưng điều nếu mà nói theo xưa đó thì nó rất là cực, phải đón xe đi, phải đón từ gọi là tiếng ở miền Tây cái phải đón xe đò đó mà đi lên đi xuống như vậy mà hàng tuần. Và thượng điều đi đến để dạy cho một chúng đệ tử, thì cũng như là chúng tôi xin lỗi như quý vị bây giờ, tức là không biết cái gì hết, nhưng điều mà cũng vẫn dạy. Bao nhiêu người ngày cũng dạy hết. Và chúng tôi cũng được, coi như là có lẽ là cũng là được cái duyên may mắn, coi như là đã sinh ra từ cái số nguồn đó. Cái công đức của ngài, mà quý vị có biết rằng là ngài không có đặt trọng tâm trong chuyện mà xây dựng chùa chiền lớn lao, mà ngài chỉ đào tạo chư tăng ở chùa nào đó cũng được, và ngài thành lập chùa thì nhiều, nhưng không có xây dựng mang tính kiên cố, bởi vì ngài dồn hết cho cái việc dịch thuật, cho cái việc giảng dạy. Ngài tạo chùa rất nhiều, ngài muốn tạo chùa, nhưng điều mà không có xây dựng, không có kiến thiết. Bởi quả thật lúc đó thì cũng không có nhân sự, và cũng điều kiện nó cũng giới hạn. Cho nên mà nhờ như vậy mà có thể nói sau 75 hầu hết
còn lại là đệ tử của cố hòa thượng Thịnh Sự rất là nhiều. Còn lại, có thể nói rằng còn lại và tiếp tục phát triển. Và cho tới ngày hôm nay thì chúng ta thấy chúng ta được những cái bản kinh mà học, bản kinh nào cũng có, sơ cấp cũng có, trung cấp cũng có, mà cao cấp cũng có tài liệu. Nhưng thời xưa là Ngài phải vừa dạy mà vừa dịch, so sánh với cái từ ngữ để mà tìm ra. Và ngày xưa thì chỉ là Veroneo, cái bản nó cũ mà nó mờ, rồi những tập đánh máy, vân vân, nó rất là khó khăn. Nhưng phải nói rằng, nhớ chăng trong cuộc quần dương, bốn người hộ pháp lòng khuôn Phật Đà, một cái câu của Trúc Thiên nói về Đức Asoka, vua Asoka cũng dường thế ấy. Asoka là người đã tạo dựng rất là nhiều trên cái tinh thần tạo tác về những di tích, những chùa chiền và hỗ trợ cho tăng đoàn, hỗ trợ cho cái sự phát triển, cho cái sự tồn vong của Phật giáo. Nhưng một mặt khác, Ngài chính là một trong những người gây dựng lại. Mà sự thật quý vị có tin rằng thời xưa, từ xưa đó, người ta học với dư pháp, chẳng những người ta có một số người thì khi hiểu biết thì rất là thích học, còn một số người người ta là đi ngược lại, mà tạm gọi tức là có một sự chống bán, tức là nói cái ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời không, có cái tính si gì không, hay là dùng những cái lý pháp gì không, họ không có chấp nhận. Và phải nói rằng Ngài Hòa Thượng nắm được cái tuyệt chiêu, nắm được yếu lý của Phật Pháp, nhưng phải nói rằng là, nhưng quý vị biết, không có bạn đồng hành được. Không có bạn đồng hành. Chúng tôi tạm thời nói như vậy, bởi vì sự thật ra lúc đó cũng là những lúc mà cũng sơ thời của Phật giáo Nam Tông, khi mà các vị, các sư, các vị hòa thượng mà buổi sơ thời của Phật giáo Nam Tông, thì các ngài cũng, một là cũng nhiều cái phương hướng, chẳng hạn phương hướng về thiền, hay là các ngài không có điều kiện để kinh qua nhiều, cho nên chỉ một mình ngài. Và phải nói công đức, quý vị có tâm là một vị giáo thọ ở bên Bắc Truyền và đi làm một vị sa di ở bên Nam Truyền, và chấp nhận tất cả để học cái vị dự pháp này. Rồi chúng tôi đang nói đó, trên quy trình tự nhiên không có người để mà tiếp giúp, cho nên những ai tiếp giúp, những ai chịu học, ngài rất là thích, ngài rất là thương và quan tâm cho cái sự học hành nhiều. Thì có thể rằng cái người mà kề cận đó chính là buổi đầu đó, mà trong những người đệ tử ngài đó thì có sư trưởng, thì là một trong những người tiếp nối mà đẩy lên, nêu cao cho các vị về sau, thì mới chính là sư trưởng. Thì chúng ta thấy, phải nói rằng là trong công cuộc mà dạy và dịch thuật cho tới ngày hôm nay, quả thực sư phụ Thị Siêu có công để biên dịch lại, hay để hoàn tất lại những cái gì mà xưa mà ngài làm. Nhưng đều phải nói rằng chính sư phụ cũng cảm thấy những cái bao nhiêu đó nó cũng là rất là vất vả rồi, chứ đừng nói chi mà buổi đầu mà cầm một cái cuốn kinh để mà chuyển ngữ qua, để mà đúng lý pháp, nó không có sai. Và chỉ có người hiểu về phi dự pháp, người ta sẽ chỉnh sửa lại phi dự pháp. Đó chính là một điều đặc biệt. Và có thể nói rằng là ngài chỉ luôn luôn quan tâm đến cái việc học, việc tu học của chư tăng. Bởi vì sao? Tu để làm gì vậy quý vị? Tu trước nhất là để học. Và từ chỗ học đó hiểu rồi mới tu được. Chứ phải tu vô cái đầu là chúng ta tự động chúng ta hiểu, hay tu vô được tự động chúng ta lật kinh lật sách, chúng ta nói tầm bậy tầm bạ, nói linh tinh lung tung.
không có được. Mà nói nó như thế nào, ở đâu, kinh gì, cái lý pháp. Thật ra mà nói, nếu như mà không học được ví dụ pháp một cách vững chắc mà không có chú giải thì đọc nguyên bản bỏ tay, đọc theo nguyên bản của Tam Tạng kinh điển thì không có đơn giản một người đã đọc để hiểu được. Thứ nhất là chúng ta phải có thêm Atthakatha, tức là chú giải, và có cộng thêm một cái gì, là chúng ta phải có một phần căn bản vi diệu pháp, hiểu một cách căn bản chứ không dám nói lì ổi một cách căn bản, thì chúng ta đọc vào kinh văn các bộ như Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi, Tương Ưng, Tiểu Bộ vân vân, thì chúng ta mới hiểu được cái điều này thật vậy đó quý vị. Chứ còn không nữa thì rất là nguy hiểm, không có dễ dàng. Cho nên vì vậy là phải nói rằng những bước chân buổi đầu tiên người đã có đặt cái nền móng và khai quan phá trận, phải nói thật sự là khó khăn. Tại sao mà ngày hôm nay cái phong trào ở Việt Nam cũng vậy, nhiều nơi cũng học vi diệu pháp nhiều, là phải nói là tất cả những cái đó không có tư liệu của Ngài, không có cái quả đồ của Ngài, không có biểu của Ngài đó là chết. Cách nào mà lần mò được. Mà quý vị hồi xưa nếu không có cái quả, không có biểu đồ đó thì quý vị có biểu đồ đây mà mình còn có nó học mà có như trật vuột lên xuống á, cái bản niêu gọi là bản niêu chi pháp đó, chúng ta thấy khủng khiếp rồi. Mà bây giờ đừng nói chi mà đã có rồi đó, thì ngày xưa quý vị biết cái sự tầm cầu học của Ngài Hòa Thượng, cũng như là lúc mà về đây một đoạn thời gian, tức là Ngài đã phát minh ra cái sơ đồ đó từ khi mà còn ở bên Thái Lan, ở trên ghế nhà trường, chúng ta tạm gọi như vậy. Nhưng điều mà Ngài đi về đó thì mới chỉ lại cho những người học, mà lúc đó là cũng không phải chuyện mà đơn giản đâu. Thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta đã được đầy đủ tất cả rồi. Bởi vì cho nên nếu chúng ta không học, hay chúng ta không quan tâm thì tự chúng ta có lỗi với chính mình. Mà nếu như học mà chúng ta không học một cách rốt ráo, không học cách tường tận, không phải có đúng đắn, mà chúng ta nhân danh đã học thì nhân danh đã học siêu lý thì chúng ta rất có lỗi. Trước nhất là có lỗi đối với Pháp Bảo, có lỗi với Đức Phật, và có lỗi chính là cái người thầy đầu của Phật giáo Nam truyền về môn vi diệu pháp. Chính là cái sự thật, không phải nói như vậy đâu. Kính bạch Hòa Thượng đã quay trở lại. Chứ nếu Hòa Thượng quay trở lại, con kính con thỉnh Hòa Thượng tiếp tục. Dạ, con kính con thỉnh Hòa Thượng. Dạ, con có đôi điều trình bày như vậy. Dạ, kính Hòa Thượng. Dạ, xin truyền thì tôi tự quyền đã tiếp lời. Thưa quý vị, chúng tôi muốn kết thúc bài học ngày hôm nay với một điều, đó là sự may mắn trong việc học thắng pháp ngày hôm nay. Có ba điều may mắn mà chúng tôi muốn đề cập, đó là thứ nhất, hiện giờ trong cái nền Phật học Việt Nam đó, mặc dù môn thắng pháp đó, không phải là một cái môn đại chúng, nhưng mà rất là mừng ngày nay đã có một số những vị tăng và cư sĩ đó, thật ra có trình độ về môn học này. Điều này nó rất khác với cái bối cảnh mà khi Hòa Thượng Thiều và chúng tôi vào chùa. Thời bây giờ, cái số người mà mình có thể hỏi, có thể học thì thật sự trên đầu ngón tay, và phần lớn là vây chung quanh Ngài Chánh Sự. Ngày hôm nay thì trong nước cũng như ngoài nước đã có một số những học giả
những vị sư học và nghiên cứu Thắng Pháp tương đối là nhiều. Chúng tôi nói nhiều ở đây đó, tức là cái con số mà mình cũng như không được biết cũng có, chứ không phải là tất cả mình đều biết hết, nhưng mà rất nhiều so với thời xưa. Và điều thứ hai đó là tài liệu thì có nhiều, thưa quý vị. Dạ, tài liệu thì có nhiều chứ không ít. Một số thì đã được đưa lên trên mạng Internet, một số thì vẫn còn ở trong cái hình thức là mặt sách. Nhưng mà chúng tôi phải nói với quý Phật tử rằng nếu mà quý vị có cái chủ tâm, có cái trọng tâm để nghiên cứu đó, thì đúng là môn Thắng Pháp ngày nay trong tiếng Việt đã có nhiều cái tài liệu. Dạ, tài liệu, dĩ nhiên là để sử dụng những tài liệu này đó, nó cần cái sự chắt lọc, nó cần sự lựa chọn của chúng ta, chứ không phải nói tài liệu rồi mình đem ra mình xài được hết. Bởi vì mỗi vị đó đều có một cái cống hiến riêng. Nhưng mà tài liệu có nhiều không ít. Dạ, kể cả tài liệu từ chánh đạn. Ngày xưa thưa quý vị, tuy mỗi lần mà đọc mà ngài Narada, ngài dẫn chứng về bộ Atthasalini chẳng hạn, Atthasalini là cái bộ sớ giải của bộ Pháp Tụ, bộ Dhammasangini, tức tác phẩm, cái quyển đầu tiên của Vi Diệu Pháp, thì chúng tôi nghe giống như một thế giới xa xôi vậy đó. Hay là Thanh Tịnh Đạo, ngày trước Thanh Tịnh Đạo lúc cũng không có Thanh Tịnh Đạo. Bây giờ mà quý vị muốn học Thanh Tịnh Đạo á, thì ít nhất là cũng có 7 cái bản dịch Thanh Tịnh Đạo khác nhau. Có cái phổ biến nhiều, phổ biến ít, nhưng mà đã có nhiều tác dịch phẩm của Thanh Tịnh Đạo. Mới đây quý vị thấy chúng ta có quyển Toán Yếu Thanh Tịnh Đạo của Hòa Thượng Từ Siêu phổ biến, nó cũng là một cái cống hiến. Nói chung đó là rõ ràng một điều là chúng ta có một cái lợi thế đáng kể về mặt tư liệu. Dạ, về tư liệu, chứ không có nghèo nàn giống như ngày xưa. Và có lẽ một điều may mắn khác mà chúng ta nên lưu ý ở tại đây, đó là cái nguồn cảm hứng. Hồi nãy Thượng tọa Tư Quyền có nhắc đến sự cô đơn của Hòa Thượng Tịnh Sự. Vì Thượng tọa Tư Quyền không dùng chữ cô đơn, nhưng mà chúng tôi cũng phải nói rằng chúng tôi dùng cái chữ cô đơn ở đây đó. Lúc đó Hòa Thượng Tịnh Sự rất là đơn độc ở trong cái công trình nghiên cứu của mình. Và quý vị rằng mình sẽ đối diện với một cái trình dày công mà lại không có bạn đồng hành, thì thực sự cũng đối mặt nào đó cũng mình cũng thấy mình cũng hơi hẩm hiu. Như bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta có nhiều, và có nhiều những vị mà có đồng tâm đồng hành, và chính vì những điều này đó cũng là sự khích lệ rất lớn, mà chúng tôi tạm gọi đó là một cái trợ duyên quan trọng cho chúng ta trong cái việc học hỏi ngày hôm nay. Thì quý vị hỏi chúng tôi một câu là như vậy môn Thắng Pháp đã mọc rễ ở tại Việt Nam chưa? Thì có thể là câu trả lời của chúng tôi là chủ quan. Nhưng mà chúng tôi trong cái ý nghĩ riêng cá nhân thôi, thì chúng tôi nghĩ rằng Thắng Pháp đã mọc rễ. Tại vì sao vậy? Tại vì cái người đầu tiên mà đã tích cực gieo trồng cái hạt giống Thắng Pháp vào trong nền Phật Việt Nam phải kể là Ngài Tịnh Sự. Bây giờ mặc dù Ngài không còn nữa, những cái tác phẩm của Ngài đã dần dà có nhiều cái tác phẩm kế tục mà sử dụng nhiều hơn. Có thể trong tương lai những tác phẩm của Ngài trở thành tác phẩm cổ điển, nhưng mà rõ ràng những cái danh từ chuyên môn Ngài dịch sẽ được tiếp tục sử dụng rộng rãi. Đồng thời chúng ta còn phải nói thêm một việc nữa, đó là những người đệ tử, những người thừa tiếp Ngài Tịnh Sự đó đã được truyền thụ cái nguồn cảm hứng cho cái môn học Phật này. Dạ, cho đến ngày hôm nay. Và chúng tôi không thấy có một cái lý do gì để gọi là bi quan, hay là để nói rằng sẽ hoàn toàn không có một cái hy vọng gì về sự tồn tại Thắng Pháp trong tương lai. Dĩ nhiên thưa quý vị, một cái lĩnh vực như Thắng Pháp nó không phải chỉ đi vào như hồi nãy chúng tôi nói, đó là
Ngài Sananda, Ngài cũng có một số những đệ tử. Dạ, Ngài có một, số những đệ tử người Việt Nam. À, và những vị này cũng được học. Và dĩ nhiên khi học các vị cũng tham khảo cái nguồn của Ngài Tịnh Sự. Nhưng mà chúng tôi tin rằng ở trong tương lai sẽ có những cái nhân vật, có những người xuất gia và tại gia tiếp tục thừa tiếp cái truyền thống học thắng pháp, mà không cần phải ai thúc đẩy mình. Dạ, mình học đến mức độ nào đó mà không còn ai thúc đẩy mà mình vẫn hoan hỷ, vẫn tiếp tục cầu học đó, thì đó là điều đó là điều quan trọng. Và nếu mà đã và đang có những người mà tự mình học, tự mình nghiên cứu, tự mình đi tới và tự mình tìm thấy được cái nguồn động lực, thì như vậy môn thắng pháp sẽ tiếp tục phát triển. Do vậy với cái niềm hy vọng này, chúng tôi mong rằng sinh hoạt trong lớp Phật Pháp Phú Thầy Phan của chúng ta là một phần ở trong cái nỗ lực chung đó. Chúng ta sẽ cùng nhau học với tất cả sự tôn kính, tất cả lòng biết ơn và tất cả sự cảm nhận hấp thụ một cách lợi lạc. Đó là vài điều mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong học ngày hôm nay. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt Rung Phật Pháp của Thầy Tham Ma ở tại đây. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn học Bali qua Kinh Pháp Cú và vị giảng sư là Hòa Thượng Tuệ Siêu. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một ngày an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Sa thú lành thay, con tháp cùng đại chúng đông đông, thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng Giác Đặng đã từ bi biên soạn cũng như giảng dạy bài học ngày hôm nay để chúng con biết trở về nguồn cội về duy dục. Một lần nữa,